che đi một cái cơ sở. Alo, bà con ơi, có ai đang xem live stream không? Mọi người có xem thì nhắn tin cho Tường biết là đang xem nhé. Chào con. Trời, dạo này con canh livestream của cô ngon lành quá ha Cát Hường. Chào Trang Phạm. Chào con, cô chào con đầu tiên rồi đó. Bà con ơi, mày vô mày vô, hôm nay chương trình đặc biệt nè. Rất rất đặc biệt luôn nè, mới toanh luôn, mới ten luôn. Chưa bao giờ được chia sẻ. À, chào Hiền Ori. Lung Linh hả? Cô mới vừa gọi đầu xong. Ngày hôm nay Cát Tường giới thiệu với quý vị một cái sản phẩm hoàn toàn mới và lần đầu tiên Tường giới thiệu sau bao nhiêu ngày mình đã sử dụng, tìm hiểu. Hôm nay đã thấy chất lượng ok rồi, có kết quả rồi, hôm nay mới chia sẻ cho cả nhà. Lần đầu tiên luôn nha, bà con vào xem nha. Và vẫn như thường lệ mọi người ơi, mọi người vào xem thì hãy share live stream của Cát Tường nha. Và nhớ nha là mọi người phải share về Facebook cá nhân của mình trước, bật chế độ công khai, rồi sau đó mọi người mới share vào những cái trang, những cái nhóm đó, rồi chụp cái màn hình inbox gửi cho Cát Tường để nhận quà. Và mọi người nhớ comment là mình nhớ nhắn tin là đã share và cái tên của mình luôn nha. Tại vì để từ nhân viên của Tường mà khi mình nhận phát quà đó thì mình không có cái tên thiệt đó, nó khó lắm. Ví dụ như mấy cái nick mà không thấy tên thiệt của mình thì mình phải để cái tên của mình như là mình đã chia sẻ. Bình luận ở dưới giùm cho Tường nha. Rồi bây giờ bà con phải ghi là bình luận ở dưới là đã chia sẻ và cái tên của mình, để nhân viên của Tường mình chốt những cái bạn nào mà nhận quà của các Tường. Thì mỗi phần quà ngày hôm nay là ba cái mặt nạ rau má ngăn ngừa và điều trị mụn của rau má ở vùng Madagascar nha quý vị. Ba mặt nạ trị giá là 210.000, đây là hàng xách tay từ Hàn Quốc về. Đắp mặt nạ này có hai step rất là thích luôn. Những người nào đã xài sản phẩm bên Tường rồi thì biết nha. Mặt nạ rau má cung cấp độ ẩm, ngăn ngừa và điều trị mụn. Mình đắp cái mặt nạ phần dưới xong rồi khoảng 20 phút, 25 phút mình lột ra. Sau đó mình thoa cái kem dưỡng rau má ở trên này nữa nha. Rau má này cực kỳ đắp, cực kỳ đã luôn. Nó làm mướt cái da mặt của mình và quan trọng là hỗ trợ cho mình ngăn ngừa và điều trị mụn nữa. Nhanh tay share livestream để nhận quà. Ít phút nữa thôi tôi sẽ đọc tên 5 bạn đầu tiên nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay. Mỗi phần quà là ba cái mặt nạ rau má nha bà con nha. Mỗi cái mặt nạ vậy Tường bán là 70.000. Bà con muốn mua mặt nạ cũng được. Mọi người muốn mua cái gì cũng được hết. Và ngày hôm nay là Tường sẽ giới thiệu một cái sản phẩm rất là đặc biệt nha. Tường đã và đang sử dụng một thời gian rồi. Rất nhiều người hỏi mà Tường chưa chia sẻ, nhưng ngày hôm nay là đã sử dụng và cảm thấy nó rất là hiệu quả rồi. Hôm nay mới sử dụng, bật mí luôn để bà con không cần tò mò, không có cần chờ đợi lâu nữa. Tại Tường tính để cho bà con vô xem đông đông rồi mới bật mí đó mà. Vừa đi làm về là coi như là xử liền cái đầu, bà con thấy không? Đang còn tóc rất là mới, vừa gội đầu xong tức thì tóc rất là mướt nha, tóc rất là mướt mà không cần phải sử dụng dầu xả luôn. Thì cái live stream ngày hôm nay đặc biệt dành cho những người nào mà có tóc yếu, tóc dễ rụng, tóc bị gãy, tóc bị xơ. Phụ nữ sinh xong có thể cũng bị rụng tóc. Những người nào mà tiếp xúc với hóa chất nhiều, ví dụ như Tường, rất là nhiều người hỏi các Tường là sao chị ơi, chị bới tóc nè. Mọi nhìn tóc của Tường rất là dày nha bà con. Mọi người hỏi sao chị ơi, chị đi làm là thấy Tường lúc nào cũng là xịt keo ha, rồi bấm tóc ha, rồi chải tóc ha. Mọi người dòng thấy trên Facebook của Tường ha, là thấy Tường thay đổi kiểu tóc liên tục mỗi ngày khi làm show. Nhưng mà tại sao tóc Tường vẫn dày và vẫn mướt không bị rụng? Thì ngày hôm nay Tường sẽ chia sẻ. Đó là đây, trên tay đây cái hộp. Đây là dầu gội đầu ngăn ngừa ha, ngăn ngừa rụng tóc và hỗ trợ mọc tóc nha. Một sản phẩm mới toanh. Đây là hàng Tường xách tay từ bên Hàn Quốc về, mới toanh, xách về nhưng không bán, để đó lặng lẽ âm thầm sử dụng. Bây giờ đã ok rồi, đã sử dụng và thấy hiệu quả rồi. Nó hỗ trợ những cái vùng mắt mọc, những cái vùng tóc con ở những cái chỗ mà mình bị rụng tóc rất là hiệu quả, cho nên mới dám hôm nay mới dám quảng cáo.
Ôi con đấy rụng lia lịa đang tìm bí quyết đây. Ok, xin giới thiệu với mọi người, đây là dầu gội đầu Dr. For Hair Collagen Plus Shampoo. Đây là dầu gội, công dụng là ngăn ngừa rụng tóc và hỗ trợ mọc tóc trở lại ha. Rất là hot đúng không? Và để chia sẻ thì để đợi mọi người vào đông đông nữa thì tôi sẽ chia sẻ rõ hơn về công dụng của sản phẩm này, cách sử dụng nó làm sao, giá cả như thế nào. Và việc trước tiên để cho nhiều người xem thì bà con hãy nhớ share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân dùm Tường với bà con ơi. Share về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn của mình, phải share về Facebook cá nhân nha. Và mọi người hãy bình luận ngay dưới đây là đã chia sẻ cộng với tên của mình. Nhân viên của Tường sẽ lựa chọn ra 5 phút nữa Tường sẽ đọc tên 5 bạn đầu tiên nhận quà của Cát Tường ngay hôm nay. Mỗi phần quà là 3 cái mặt nạ rau má, đây cũng là hàng xách tay từ Hàn Quốc về, mỗi mặt nạ trị giá là 70.000. Hôm nay có rất nhiều phần quà cho mình luôn. Và hãy theo dõi livestream của Cát Tường đến cuối cùng để vừa biết được bí quyết chăm sóc tóc ha và da đầu, và cái thứ hai là có thể nhận được quà của Cát Tường luôn. Bà con ơi, người ta ai cũng biết cái câu là hàm răng mái tóc là gốc con người đúng không? Vậy là Tường may mắn, kiếp trước có tu, hàm răng mái tóc đều ổn. Và ví dụ như chị em phụ nữ nào mình mà mái tóc không ổn thì người ta nói đẹp mặt chứ xấu mặt chứ đâu có xấu tóc. Tại vì tóc mình có thể cải thiện được. Giống như nhiều người cứ nói Tường là để tóc dài đẹp, lúc mà Tường cắt tóc ngắn thì bà con đều tiếc, nói trời ơi cắt tóc ngắn làm gì, tóc đẹp quá trời. Nhưng mà thật sự tóc dài hay tóc ngắn, tóc nào cũng đẹp, miễn là tóc mình dày, tóc mình khỏe, tóc mình không bị gãy rụng, không bị sơ, không có bị đây nè, bị hói. Nhiều người mà bị hói hả là người ta buồn lắm luôn. Mọi người nhìn tóc của Tường nha, nó mọc lên tóc con rất là nhiều sau một thời gian sử dụng. Có những người mà mình nhìn thấy cái đường ngô này nè mà nó bự á, nó dày á, là cái đường ngô mình nhìn nó rõ bằng mắt thường, nhìn cái thấy liền á là rõ ràng người đó tóc bị thưa. Thì dầu gội ngày hôm nay của chúng tôi cũng có thể khắc phục được những tình trạng đó luôn nha bà con. Em có đặt hàng rồi, đang đợi ship nè. Trời em nhanh quá luôn vậy Khánh Quỳnh, cảm ơn em nha đã chia sẻ. Ơi Trần Thanh Thúy, hôm nay bà con có những vấn đề gì về tóc thì hãy comment cho Tường nha, tương tác với Tường, Tường sẽ chia sẻ bí quyết cho mình luôn. Ngày hôm nay là dành riêng cho tóc, dành cho những đối tượng nào thích hợp với những người là tóc yếu nè, tóc dễ gãy rụng nè, rồi những trường hợp là sau khi sinh tóc bị rụng nè, rồi những cái phần đỉnh đầu á, đỉnh đầu tóc cũng bị rụng, mình nhìn vô nói chung là nó mỏng thưa thưa trên đỉnh đầu. Các quý ông cũng gọi nha, tại vì quý ông á là hói nhiều hơn mình luôn á, mà thường thường mọi người thấy hói là thường thường ở trên đỉnh này nè, nó sẽ thưa dần trước và nó hói dần ra cái giữa đầu. Có những người là hói phía trước trán, nhưng mà có những người lại hói ở trên cái đỉnh đầu. Thì cái phần đỉnh tóc mà bị rụng ở trên phần đỉnh đầu đó, đó rồi chị em phụ nữ mình cũng vậy, mình rụng dần ở trên đỉnh đó làm cái tóc mình nó thưa dần thưa dần thưa dần. Thì đó, những đối tượng đó ngày hôm nay thì hãy sử dụng cái dầu gội đầu là Dr. For Hair của Tường ha. Rồi cái ngôi giữa mà trẻ nhìn thấy rõ giống như Tường nói lúc nãy nè, là mình cũng sử dụng cái này để nó giúp hỗ trợ mọc tóc phun lên, nhìn cho nó dày cái tóc của mình. Rồi cái lúc mà mình gội đầu á, mình thấy rụng rất là nhiều tóc. Mình gội xong mình vuốt một cái là nó rụng nè. Rồi khi mà mình chải đầu cũng vậy nữa, chải một cái là tóc mình nó rụng ra một nùi luôn nè. Thì đó là những cái triệu chứng là do tóc mình nó không có được khỏe. Thì mình cũng sử dụng cái dầu gội đầu Dr. For Hair của Cát Tường ngày hôm nay. Hoặc là cái da đầu của mình là da dầu, da dầu nó bị bít cái lỗ chân lông trên đầu á, thì nó cũng dễ gây cho mình rụng tóc. Hoặc là những người giống như Tường nói lúc nãy là bị tác động của quá chất á, rồi hoặc là nhiệt á, máy kẹp, máy nóng, máy ép gì đó, thì đó thì mình cũng sử dụng cái dầu gội đầu Dr. For Hair của Tường luôn ha. Nói chung là những người nào muốn tóc cho mình nó dày, nó mượt, nó mịn, nó tốt, nó khỏe thì hãy sử dụng cái sản phẩm của Cát Tường ngày hôm nay. Share livestream bà con ơi bây giờ nha. Ok Mỹ Ly ơi, em để ra số điện thoại giùm chị, nhân viên chị tư vấn nha. Ngày hôm nay là chị tư vấn về cái dầu gội dành cho da đầu ha, chống rụng tóc và ngăn ngừa rụng tóc và giúp hỗ trợ mọc tóc. Cho nên bà con nào có nhu cầu về tóc ngày hôm nay thì để lại bình luận cho Tường, Tường sẽ chia sẻ. Nhưng mà trước tiên thì mọi người hãy share stream Cát Tường về Facebook cá nhân để cho nhiều người cùng xem cái livestream này, bởi vì đây là lần share đầu, đây là cái lần Tường chia sẻ đầu tiên, thì lúc đó cũng hot và có nhiều phần quà dành cho mình hết nha. Và cái giá bán của Cát Tường ngày hôm nay, cái giá này là 1,2 triệu nha một chai dầu gội đầu. Đây là vì không phải dầu gội đầu bình thường, mà dầu gội đầu có cái trị rụng tóc, hói đầu và giúp cho mọc tóc, cho nên giá là 1,2 triệu. Nhưng ngay trong cái livestream ngày hôm nay, Tường lần đầu tiên công bố cái sản phẩm này thì giá bán sẽ là 749.000 nha bà con. 749.000 để cho mọi người dùng thử. Và mọi người lưu ý, đây gội đầu nó bự chà bá như thế này, 500ml
coi vậy chứ không mắc nha, 749.000, giá gốc là 1.200.000 nha bà con. Ngay trong cái livestream này bà con để lại số điện thoại đặt hàng thì giá sẽ là 749.000. Tuy nhiên mọi người nhìn thấy đi, chai dầu gội đầu này là nửa lít 500ml nha, thì mình sử dụng từ 5 đến 6 tháng mới hết chai dầu gội đầu. À bà con ơi, bà con ơi, chưa hết đâu. Mua ngay trong cái livestream này từ 1.200.000 giảm giá còn có 749.000, còn được tặng thêm một cái hộp kem dưỡng trắng làm hồng da Daily, rất là ok bên Tường. Cái này là bữa giờ là Tường toàn tặng cho người ta, ngày hôm nay cũng là tặng như mỗi lần á, đợt trước là tặng mỗi lần là 5 cái, một cái giỏ túi quà của Tường là 5 cái mặt nạ như thế này trị giá là 200.000, nhưng ngày hôm nay mua một chai dầu gội đầu tặng luôn một hộp kem, một hộp kem dưỡng trắng da của Daily. Đây cũng là hàng xách tay từ Hàn Quốc, cái này không bán nha, tại số lượng có hạn, chỉ để tặng thôi. Và một hộp như thế này trong đó gồm có tới 15 miếng như thế này, này tiện lợi đi du lịch mang theo được, sử dụng một thời gian nâng tông trắng sáng da làn da của mình, đi du lịch đem theo rất tiện, một tiếp như vậy xài 5-6 ngày, cho nên một hộp như vậy gồm có 15 miếng như thế này xài rất lâu. Ngày hôm nay quá rẻ quá hời, lần đầu tiên công bố sản phẩm dầu gội đầu Dr. For Hair giá 1.200.000, mua ngay trong livestream này chỉ còn có 749.000, cộng với tặng kèm luôn một hộp kem dưỡng trắng da của Hàn Quốc, hàng xách tay nha quý vị, trị giá tới 600.000 lẻ. Bình thường tôi tặng về là 200.000 nè, tôi không có bán, nhưng mà ngày hôm nay một cái hộp gì giá sỉ là 385.000 tặng riêng cả nhà luôn, trong này gồm có 5 miếng này nha, bán lẻ 600.000 lẻ nha con. Ngày hôm nay tặng free khi mình mua hàng và gội đầu qua Cát Tường ngay trong ngày hôm nay. Rồi bà con ơi, share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân, mọi người comment ở dưới là đã chia sẻ và cái tên của mình, ví dụ như là Mai đã chia sẻ hay là gì đó, Ninh Nguyễn đã chia sẻ gì đó, phải có cái tên của mình nha, tại nhiều khi cái tên nick trên Facebook của các bạn không phải là tên thiệt của các bạn, cho nên khi trong quá trình mình phát quà nó gặp nhiều trục trặc. Ôi nghe cô giới thiệu thích quá. Ok, Hương Mai ơi, quý khách nào mà đặt hàng dầu gội ngày hôm nay thì ghi giùm Tường ở dưới là số điện thoại của mình và dầu gội, đơn giản thôi, số điện thoại và dầu gội, nhân viên của Tường sẽ điện thoại và chốt đơn hàng của mình ngay trong cái livestream này luôn, thì được tính giá ưu đãi chỉ có 749.000 nha bà con. Chỉ trong livestream này, hết livestream là không có đâu nha, 749.000 mà còn được tặng một hộp kem dưỡng trắng da. Hộp kem dưỡng trắng da này gồm có 15 tiếp kem như thế này, mỗi tiếp kem sử dụng được cả tuần lễ lẫn bạn này đi du lịch đem theo rất là ok, cho nên một hộp kem như vậy mình xài được rất là lâu, nó làm nâng tông làn da và trắng sáng làn da của mình. Rồi bây giờ cho Tường quay về cái dầu gội đầu một chút xíu. Đã chia sẻ, ok, mọi người đã chia sẻ nha, để lại số điện thoại của mình ha, đã chia sẻ để lại cái tên và số điện thoại của mình luôn. Da dầu tóc bết, nghe Nguyễn Lê ơi, da dầu tóc bị bết lại, nó cũng rất là dễ bị gãy rụng, bởi vì da đầu của mình nó không có được thông thoáng, da mình là da dầu, nó tiết dầu nhiều quá làm bết đó, nó bít tắt cái lỗ chân lông, nang chân lông nơi cái tóc đi, thì tóc cũng rất dễ bị rụng. Mình sử dụng cái dầu gội đầu Dr. For Hair này sẽ cải thiện được cái tình trạng da dầu ha. Một chút xíu nữa Tường sẽ nói rõ hơn, mọi người theo dõi livestream đến cuối cùng nha, Tường sẽ nói rõ hơn về công dụng cũng như là những cái thành phần của cái dầu gội đầu này để cho bà con yên tâm mua về sử dụng. Nhiều người hỏi nhưng mà Tường không có bán, vì thực sự là Tường đã mua cái này lâu rồi, Tường mua đi Hàn Quốc đi về là đã mua rồi, nhưng mà tất cả những cái giống như là thuốc giảm cân vậy đó, Tường mua về mà 2-3 tháng sau Tường mới bán, thì cái dầu gội đầu này cũng vậy, Tường cũng nhập chung về một đem về một lúc chung với lại là cái coffee bean, cái là giảm cân luôn, nhưng mà Tường phải sử dụng thử mấy tháng nay rồi thì Tường thấy ok, hôm nay Tường mới là lần đầu tiên công bố cái sản phẩm này ra. Dạ chị Liên Vũ, chị để cho số điện thoại rồi, em thấy tên số điện thoại chị rồi, cảm ơn chị nha. Rồi cảm ơn mọi người chia sẻ, cảm ơn Hương Mai, rồi thấy luôn. Dạ Huê Khà Trúc, bởi vậy Tường biết mà, cái nhu cầu Tường đảm bảo luôn là cái dầu gội đầu này của Tường sẽ rất là hot hàng, tại vì bây giờ chị em phụ nữ ai cũng muốn làm đẹp hết, mà làm đẹp thì phải đi đến tiệm, mà đi đến tiệm khi nào cỡ nào dù cỡ nào cũng phải có sử dụng cái hóa chất lên trên tóc của mình, hoặc là nhiệt, một là xịt keo, gel, mousse, đó là những cái hóa chất, hai nữa là dùng nhiệt, ví dụ là sấy tóc, kẹp tóc và uốn lọn, bấm gãy là đều sử dụng những cái nó làm nhiệt tác động luôn cái chân tóc của mình, và sử dụng lâu dài như vậy sẽ dẫn đến tình trạng gãy tóc. Nhưng mà chẳng lẽ vậy mình không cho mình làm, nếu không cho mình làm thì làm sao mình đẹp được, đi đám đi tiệc cô dâu đồ này kia, bất cứ đi ăn tiệc tùng là đều phải làm tóc hết. Và Tường đây là mỗi ngày đều mỗi làm tóc nha quý vị, nghệ sĩ là bắt buộc, không phải riêng Tường mà bất kỳ ai, tại mình luôn luôn mình muốn mỗi lần mình
xuất hiện trước công chúng là mình phải có thay đổi. Chẳng lẽ lúc nào cũng gội đầu xả tóc thẳng như vậy ha, bữa nay xả thẳng không sấy là để cho bà con xem là đường mới gội thôi, chứ còn bình thường là cũng phải sấy chứ, nếu không để ướt vậy ra đường bụi nó bám vô là sao. Nó rồi chưa kể đánh mái phòng đánh rối, có bữa thì xù lên rồi gãy đủ thứ hết, nhưng mà mình vẫn yên tâm mình sử dụng, bởi vì mình đã có cái doctor for hair bảo vệ cho cái mái tóc của mình, cho nên tóc mình nó vẫn không sao. Nam vẫn gội được nha Nguyễn Lê, nam vẫn được. Rồi bây giờ mọi người ơi, share livestream liền nha. Bây giờ Tường sẽ đọc tên 5 bạn đầu tiên share livestream nhiều nhất của Cát Tường. Mọi người phải lưu ý là share về trang Facebook cá nhân của mình trước, bật ở chế độ công khai, rồi sau đó mình mới share vào nhiều cái nhóm bạn, rồi mình nhắn tin cho Tường comment ở dưới, như vậy là mình có cơ hội nhận quà nha bà con. Phải share về cái Facebook cá nhân của mình, rồi quý khách nào muốn mua hàng thì phải lưu ý đúng trang hotline, là đúng cái trang fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Số hotline của mình Cát Tường là 0985382424 nha cả nhà. Và lưu ý giùm cho Tường luôn là mua hàng ngay trong cái livestream này, giá một chai dầu gội đầu ngăn ngừa rụng tóc, hói đầu, hỗ trợ mọc tóc giá 1,2 triệu giá gốc, ngay trong livestream này chỉ còn có 749.000, còn tặng ngay luôn một hộp kem dưỡng trắng da Hàn Quốc trị giá là 385.000, giá rất là ưu đãi và đặc biệt chỉ trong ngày giới thiệu ngày hôm nay thôi. Nên bà con lưu ý ha, đặt hàng ngay trong livestream này để nhận quà. Và bây giờ Tường xin phép đọc tên 5 người đầu tiên đã share livestream của Tường nhiều nhất ngày hôm nay để nhận quà. Đẹp quá, mẫu mã đẹp quá mà tôi nhìn tôi thích liền, tôi qua bên Thái tôi thấy tôi hốt liền, nhưng tôi im re, tôi chùm mền, tôi xài một mình, xài mấy tháng nay. Lý do tại sao bữa giờ tóc dài mà chưa có đi cắt, tại bữa hổm giờ là tôi cắt ngắn vậy nè. Ngày hôm nay livestream giới thiệu cho mọi người xong á, để sao nó hỗ trợ mọc tóc rất là nhanh luôn, làm cho tóc mình khỏe. Khi tóc mình khỏe mọc rất nhanh, bà con thấy Tường tóc Tường mới cắt bữa hổm ngắn ngủn đúng không, mà nay dài cắt ngắn dài ngắn nha. Tường livestream này xong ngày mai đi cắt tóc nữa cho bà con coi, rồi tụi mọi người theo dõi tóc của tôi nhanh dài lắm, bởi vì Tường 41-42 tuổi mà tóc rất khỏe, mà ngày nào không sử dụng quá chất. Rồi 5 người nha, người đầu tiên là Huê Kha Trúc hay là Huệ Kha Trúc gì đó, trời ơi sao nay tôi Huê Kha Trúc, Huê Kha Trúc. Người nào Tường đọc tên xong thì là inbox cho Tường địa chỉ số điện thoại để nhận quà nha. Người thứ hai là Hiền Ori, Hiền Ori, Hiền Ori. Người thứ ba là Huỳnh Ngân. Nè mọi người phải share Facebook của Tường, share livestream của Tường về Facebook cá nhân nha. Nhìn nhân viên Tường kiểm tra phải thấy là Tường đang livestream trên Facebook của mình á thì mới được nhận quà nha bà con. Nhiều người share từ lưa mà không có share về Facebook cá nhân của mình là cũng không hợp lệ. Người thứ tư là Nguyễn Nhung, Nguyễn Nhung, Nguyễn Nhung. Người thứ năm là Ninh Nguyễn, Ninh Nguyễn, Ninh Nguyễn. Ok bà con, như vậy là đã có 5 người đầu tiên nhận quà của Cát Tường ha. Hôm nay mỗi phần quà là 3 cái mặt nạ râu má Madagascar. Mặt nạ râu má này có 2 step bà con nhớ nha. Đầu tiên là đắp cái mặt nạ là lên mặt, rồi sau khi đắp khoảng 20 phút rồi lột ra là phải xức cái kem dưỡng trên đây. Đừng có bỏ kem dưỡng trên cái ô tròn tròn này nha bà con. Đây là kem dưỡng chống ngăn ngừa và điều trị mụn cực kỳ tốt luôn. Râu má ở vùng Madagascar, đây cũng là hàng Tường sách tay từ bên Hàn Quốc về. Và mỗi cái mặt nạ trị giá là 70.000, ngày hôm nay tặng free cho mình khi mình chia sẻ livestream của Cát Tường. Mỗi người là 3 cái mặt nạ, còn rất rất nhiều phần quà ở sau nữa. Mọi người hãy theo dõi livestream nha. 15 phút nữa Tường sẽ đọc tên 10 bạn nữa nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay. Tiếp tục share, ai chưa có cơ hội trúng lúc nãy thì tiếp tục share, sẽ có cơ hội ở những lần sau nha. 15 phút nữa Tường sẽ đọc tên thêm 10 bạn nữa nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ quay về cái sản phẩm chính của mình, đó là cái dầu gội ha, dầu gội ngăn ngừa. Đây là cái dầu gội ngăn ngừa rụng tóc, hói đầu và hỗ trợ cho kích thích cho tóc mình mọc lại ở những vùng tóc thưa, ở những cái vùng mà nó dễ bị gãy rụng, nó làm cho cái chân tóc của mình nó khỏe, thì tóc mình nó khỏe thì nó mới không có rụng được. Và Tường nhắc lại, đối tượng sử dụng cái dầu gội Dr. For Hair Collagen Plus Shampoo này của bên Cát Tường là những người nào có những cái triệu chứng mà tóc mình hay bị gãy, hay bị rụng, bị sơ, nói chung là tóc yếu, tóc trẻ ngọn, mình đều sử dụng được cái dầu gội này. Bà con nào có nhu cầu mua hàng vui lòng để là số điện thoại và ghi giùm Tường là dầu gội ha. Nhân viên của Tường sẽ chốt hàng cho mình ngay trong livestream của Tường thì được nhận cái giá rất là ưu đãi là 749.000, mà còn được tặng luôn một cái hộp kem dưỡng trắng da Hàn Quốc nha. Thứ hai là những cái đối tượng ví dụ như là phụ nữ sau khi sinh thì thường sau khi sinh xong tóc nó cũng sẽ bị gãy rụng, hoặc là những trường hợp mình bị bệnh á, mà mình có uống thuốc hoặc là cái gì đó mà làm cho tóc mình trong quá trình điều trị bệnh á thì tóc mình bị rụng bớt thưa. Ví dụ như ngày xưa đó là Tường có bị bệnh, lúc mà năm Tường 16 tuổi là Tường bị bệnh thương hàn, là sau đó nó rụng tóc gần hết, và Tường cũng hỗ trợ, Tường cũng
cũng điều trị rất là lâu luôn, mà lúc đó thì không có biết cái dòng mấy cái dầu gội đầu. Tường đi chữa trị tốn rất là nhiều tiền luôn, mà cuối cùng cái tóc Tường nó mọc dày lại như ngày hôm nay, rồi nó rụng hoài một thời gian á. Là Tường nhiều khi Tường sợ, Tường nghĩ là mình không dám gội đầu, tại vì mỗi lần mà gội một cái là thấy nó rụng nuôi nuôi nuôi, chải đầu một cái nó rụng nuôi nuôi nuôi. Nhưng mà sau một thời gian Tường cũng săn lùng tìm kiếm đủ thứ hết trơn, và ngày hôm nay Tường đã chọn cái sản phẩm dầu gội Dr. Forehe này để giới thiệu cho cả nhà mình. Rồi từ từ Huệ Kha, Trúc, Tường sẽ tư vấn từ từ nha. Rồi được được nha em, vừa bị rụng tóc vừa bị gầu là Phạm Chi ơi, em sử dụng cái này được nha em. Khánh Quỳnh ok, đợi Tường sẽ nói Tường tận đối tượng rồi mình nói qua cách sử dụng luôn, đừng nóng nha. Huệ Kha Trúc, mọi người đặt hàng để lại số điện thoại và dầu gội, Tường đảm bảo dầu gội này sẽ hot nha. Tại vì rất nhiều chị em phụ nữ ai cũng đang có những cái triệu chứng và lo lắng là mình bị rụng tóc. Bây giờ tóc giả bán chạy lắm, trời ơi tóc giả bán 6-7 triệu một cái đầu. Tường đi diễn ông nghệ sĩ nào cũng có nhiều tóc giả lắm, tại vì ai cũng bị tóc thưa, có mình Tường may mắn tóc chưa có thưa đó. Rồi có những người là ở cái phần đỉnh đầu nè, hay rụng tóc ở cái phần đỉnh đầu làm tóc rất là thưa, và sau này nó nguy cơ dễ hói ở phần giữa đỉnh đầu. Hoặc là những người tóc thưa thì khi mình vặt ra như nè, mình nhìn thấy cái đường chân tóc á, ví dụ như Tường nè, khó thấy đường chân tóc lắm nha bà con, khi nào mình banh mà vặt ra rõ mới thấy nha. Cái thường Tường, nhưng mà có nhiều người vuốt tóc lên như vậy cái ha, là cái đường ngôi rất là rõ, nhưng Tường đường ngôi nó rất là thưa, đường ngôi nhìn không có thấy rõ, chứng tỏ là tóc của Tường nó dày á bà con thấy không đó. Còn có những người mà kéo cái đường này ra là cái đường này nó dày dữ lắm, nó bự dữ lắm, tóc nó thưa thì nhìn thấy cái da đầu á, còn bên tóc Tường nó dày nên da đầu nó ít lắm, cho nên Tường không có làm mấy cái kiểu mà xích xắc hay chẻ ngô là nó không có đẹp. À, chị ăn cơm tối rồi. À, được tặng quà thích quá, đúng rồi, cứ share live stream của Tường được tặng quà thôi. Rồi cảm ơn Trần Thanh Thủy nha, Tường thấy rồi, nhân viên Tường sẽ chốt đơn hàng để trao quà cho mình ha. Rồi Tường nói tiếp luôn là những cái người mà sau khi mình dùng những cái dầu, có những cái loại dầu gội đầu mà quá chất nó cao và nó bị kích ứng với da đầu của mình, mình sử dụng cái dầu gội đầu mình bị rụng tóc thì mình cũng ngưng ngay dùng mấy cái dầu gội đầu đó, mình chuyển qua sử dụng cái dầu gội đầu Dr. Forehe này dùng cho Tường luôn ha. Rồi những cái người mà khi mình chải tóc á, mình thấy rụng nhiều, rồi tóc của mình là bị sơ rối, bị chẻ ngọn, bị khô. Rồi những cái người mà tóc cái da đầu bị dầu, hồi nãy có bạn nào hỏi Tường là những cái da đầu của mình bị dầu, bị bớt dính á, thì cũng phải sử dụng cái dầu gội đầu Dr. Forehe. Lý do là khi da đầu của mình nó không được thông thoáng thì nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng là cái nang chân lông của mình nó bị bít tắc, nó không được thông thoáng, dầu nó bít rồi thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là tóc mình sẽ bị yếu và nó sẽ rụng, nó gãy ở trong cái góc tóc. Cho nên á, là mình cũng phải gội đầu bằng cái dầu gội đầu Dr. Forehe thường xuyên để giúp cho làm sạch dầu ở trên cái da đầu, cho giúp cho cái da đầu mình nó thông thoáng, thì cái nang tóc, cái kinh tóc mình nó mới thở được, thì như vậy nó mới khỏe được. Rồi những người mà tóc bị gầu nhiều rồi bị ngứa trên da đầu á, bị gầu trắng 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 á, thì mình cũng sử dụng cái dầu gội đầu Dr. Forehe này để cải thiện tình trạng da đầu của mình luôn. Thì đó là những cái đối tượng có thể sử dụng được cái dầu gội Dr. Forehe này của bên Cát Tường. Cảm ơn Trần Thanh Thảo, dạ đang trực tiếp. Cảm ơn cả nhà nha. Rồi bây giờ Tường sẽ nói về cái nãy giờ có nhiều người hỏi Tường là cái thôi bây giờ mình nói cái công dụng trước đi nha. Nói công dụng trước rồi mình sẽ nói cái chiết xuất của nó từ cái gì và cách gọi như thế nào theo trình tự cho bà con dễ hiểu ha. Cảm ơn. Mọi người ơi tiếp tục share livestream của Tường về Facebook cá nhân đừng quên nha. Share livestream về Facebook cá nhân, share vào nhiều cái nhóm bạn rồi sẽ được có rồi gửi tin nhắn cho Cát Tường, sẽ được nhận quà của Cát Tường, mỗi phần quà là 3 cái mặt nạ như thế này bà con nha. Share livestream về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn rồi chụp màn hình gửi inbox cho Cát Tường để nhận quà. 15 phút nữa Tường sẽ đọc tên 10 bạn nữa nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay. Hoàn toàn hàng của Tường là hàng xách tay từ bên Hàn Quốc về hết nha bà con. Rồi Tường nói công dụng của cái dầu gội đầu này nó sẽ giảm tối đa, giảm thiểu cái tình trạng rụng tóc, giảm thiểu cái quá trình tiết chất nhờn ở trên cái bã nhờn ở trên da đầu của mình để trị hỗ trợ rụng tóc, và nó trị gầu rất là hiệu quả cho mình luôn. Cái thứ hai là giúp phục hồi tóc bị yếu và tóc bị gãy rụng ha. Tóc bị yếu là sao mọi người biết không? Mọi người biết muốn thử Tường chỉ cho mọi người xem. Mình cái cọng tóc của mình dài, mình kéo cọng tóc mình ra ha, mình cầm mình căng ra. Mình căng ra khi mà mình buông vậy cái tóc nó thun lại, nó không gãy như nhiều người mới căng ra nó đứt cái bực. Tóc Tường rất là khó đứt nha bà con nè. Đó, phải bứt mạnh vậy đó mới đứt. Thì cái cọng tóc của mình nó rất là dày. Mọi người có nhiều người cái cọng tóc mà do mình duỗi nhiều, mình uống nhiều á, mình cầm cọng tóc mình kéo ra vậy nè, là khi mình kéo căng ra là đứt liền. Còn Tường kéo căng ra buông ra tóc nó vẫn thẳng, nó không có bị trùng. Có những tóc mà khô á, là căng ra cái buông ra cái nó thun lại đó, nhìn nó bị nhão cái sợi tóc á, thì cái dầu gội đầu Dr. Forehe này sẽ hỗ trợ giảm thiểu những cái hiện tượng đó luôn. Rồi, công dụng của thằng dầu gội đầu này là kích thích mọc tóc nha, kích thích mọc tóc. Con của chị muốn mua thêm một chai nữa được tặng
thêm hũ kem dưỡng không? Vì chị đặt mua một chai rồi, nếu được chị sẽ mua hai chai. Dạ được chị ơi, chị để lại số điện thoại cho bên em nha, chị Liên Vũ, chị là khách VIP mà, được nha. Hôm nay mua dầu gội là đều được tặng hộp kem dưỡng trắng da nha chị. Có Lan Anh ơi, để lại số điện thoại cho chị. Rồi, cái dầu gội đầu này là chứa cái thành phần biotin. Mọi người biết biotin là những cái thành phần tốt cho tóc. Biotin là tốt cho tóc nè, cho móng tay, cho da nữa. Thường thường nó có cái thuốc bổ biotin uống nó cực kỳ hỗ trợ cho tóc. Thì ngày hôm nay cái biotin trong dầu gội đầu này có cái hàm lượng biotin rất là cao, và nó sẽ giúp làm tóc dày và tóc mình nó bóng mượt ha. Là do cái biotin. Cái thứ ba, cái kế tiếp nữa là nó sẽ cân bằng độ ẩm cho cái da đầu của mình, và nó cân bằng những cái dầu thừa trên cái da đầu của mình, không có cho mình tóc mình quá khô, nhưng mà cũng không để cho tóc mình là nó bị dầu. Bị dầu nó cũng không tốt, mà bị khô quá nó cũng không tốt. Khô thì tóc mình nó khô cứng, nó bị chẻ ngọn, nó bị sơ. Mà dầu thì nó bị bít tắc cái lỗ chân lông, bít tắc cái nang lông nơi cái chân tóc, thì nó cũng làm cho tóc mình nó gãy rụng. Cho nên là cái dầu gội Dr. Forehair này nó sẽ cân bằng cái độ ẩm và cái dầu thừa trên da đầu của mình. Bao nhiêu hả? Mua ngay trong livestream này giá là 749.000 và tặng luôn một cái hộp kem dưỡng trắng da Hàn Quốc. Trong này gồm có 15 tiếp kem dưỡng trắng da như thế này, 15 tiếp nha. Mỗi tiếp sử dụng được tới 5-6 ngày, rất là nhỏ gọn, mình đi du lịch mình đem đi được nha bà con, rất là tiện lợi luôn ha. Cái này là hàng tuần xách tay từ bên Hàn Quốc về. Đây, một hộp như thế này là gồm có 15 gói ở trong này như thế này ha. Và ngày hôm nay mua một cái ngày hôm nay mua một chai dầu gội đầu giá 1.200.000 giá gốc, nhưng mà chỉ bán có giá có 749.000 do lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm này đến bà con, và còn được tặng luôn một cái hộp kem dưỡng trắng da hàng xách tay từ Hàn Quốc nữa. Như vậy là quá giá cực sốc và sẽ cháy hàng nha bà con ơi. Còn quà của các bạn xe livestream ngày hôm nay là ba cái mặt nạ rau má, trị giá mỗi cái mặt nạ là 70.000, rau má của vùng Madagascar, ngăn ngừa và điều trị mụn. Ngay giây phút này khi nhìn thấy cái livestream này để vui lòng share livestream về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn, chụp màn hình inbox gửi cho các tường để có cơ hội nhận quà rất là cao. Ok chị Mỹ Ly, cảm ơn Mỹ Ly thấy số điện thoại rồi nha. Và tường nói tiếp, công dụng của dầu gội đầu này nó sẽ làm sạch da đầu, làm dịu da đầu, làm tăng cường sức khỏe cho cái da đầu, giúp cho tóc khỏe mạnh bóng mượt, và quan trọng là giảm thiểu cái sự sơ rối và tạo một cái độ bồng bềnh cho tóc. Tóc mình gội xong á mình không cần sấy luôn nha bà con. Nè tường mới gội ướt hồi nãy ha, tường sẽ ngồi nói chuyện với mọi người một hồi, tóc tường nó khô là nó có cái độ bồng bềnh, tường cũng không cần phải ép phải ấy gì hết. Khi nào mình đi quay mình mới làm này làm kia, còn bình thường cái tóc mình nó cũng có cái độ phồng nhất định. Mà tóc tường là dày á, tóc tường dày là cho nên nó không có phùng nhiều, tại nó nặng. Tóc tường nó khỏe, nó dày, nó nặng, còn á hả mà tóc ít á là nó còn phùng bạo nữa, nó tạo cái độ bồng bềnh cho tóc của mình, mà nó mướt mà nó rất là dễ chịu ha. Đó là lý do tại sao trước khi tôi live stream tôi phải đi gội đầu bằng cái dầu gội Dr. Forehair trước cho mọi người xem đó. Tóc ai mà có những cái triệu chứng như tường đọc lúc nãy, những cái đối tượng nào mà muốn ngăn ngừa rụng tóc, hói đầu trên da đầu của mình và muốn tóc cho mọc nhiều hơn á, kích thích mọc tóc, thì mình có thể sử dụng được cái dầu gội Dr. Forehair của tường ngày hôm nay ha. Và cái đây là được sáng chế bằng một cái kỹ thuật là liposome collagen complex rất là hiện đại nha. Nó chứa đựng những cái thành phần nó giúp hữu hiệu cho cái mái tóc của mình, ví dụ như là nó tăng cường sức khỏe cho da đầu của mình nè, rồi nó có cái biotin hồi nãy tường nói rồi ha, nó sẽ tăng cường sức khỏe cho tóc, giúp cho tóc mình chắc khỏe hơn, và cái nó giúp cho mình ngăn ngừa rụng tóc. Thì đó là những cái thành phần chính trong cái dầu gội đầu Dr. Forehair này. Và ngoài ra thì cái dầu gội này nó còn chiết xuất từ bốn loại rễ cây rất là tốt, rất là quý, nó cung cấp cái độ ẩm cho cái da đầu của mình. Ok, Nguyễn Mimi thấy rồi nha, tường cảm ơn rất là nhiều. Chị Nguyễn Tuyết Anh ơi, cái dầu này là 1.200.000 một chai, nhưng ngay trong cái livestream này giá tường bán chỉ có 749.000 thôi. Mình còn được tặng ngay một cái hộp kem dưỡng trắng da của Hàn Quốc, hàng từ xách tay từ bên Hàn Quốc về ha, dưỡng trắng và hồng cái làn da. Rất là tiện, rất là lợi, rất là lời. Mua trong livestream này rất là lời ngày hôm nay, vì đây là lần đầu tiên tường giới thiệu cái sản phẩm này á. Dầu gội đầu Minh Huệ ơi, cực kỳ hiệu quả luôn nha. Dạ ok, Vinh Mỹ, tường thấy rồi, vui quá. Ngày hôm nay lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm này mà tường thấy mọi người rất là quan tâm và đặt hàng rất là nhiều, cho nên tường rất là vui. Không biết có đủ quà để tặng cho cả nhà không nữa, nhưng mà thôi kệ. Sắp tới tường sẽ chuẩn bị đợi con tường về, là hai mẹ con đi Hàn Quốc, để mà đem hàng về tặng bà con nữa, cho nên là mọi người yên tâm. Rồi mọi người cứ share livestream của tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn nha. Chụp màn hình inbox gửi cho các tường thì cơ hội nhận quà rất là cao. Ok chị Nguyên Nguyễn, thấy số điện thoại
của chị rồi. Nhân viên Tường sẽ chốt hàng ngay trong cái livestream này luôn để mình được nhận quà nha. Chị nhớ là được nhận một cái hộp kem dưỡng trắng da như thế này luôn nha. Trong này gồm có 15 tiếp kem dưỡng trắng da cực kỳ hiệu quả. Bà con nào đặt hàng để là số điện thoại và để chữ dầu cho Tường biết ha. Dầu gội 749.000 mua ngay trong livestream này nha Vicherry. 749.000. Rồi cho Tường nói tiếp, Tường nói tiếp về cái chiết xuất. Hồi nãy Tường nói là chiết xuất từ 4 loại rễ cây rất là quý và giúp cung cấp độ ẩm cho cái da đầu của mình, đúng không? Cảm ơn cả nhà. Mình sinh được bé 20 tháng rồi, tóc vẫn rụng, da đầu nhiều dầu, bộ sản phẩm này đỡ. Ok nha Mỹ Ly, mình gọi thử cái sản phẩm Dr. Forehand này của bên Cát Tường nha. Cái này rất là phù hợp với những người mà sau khi sinh xong thì mình có những cái hiện tượng là mình bị giảm, bị rụng tóc là đúng rồi. Tại do cái nội tiết tố trong cơ thể của mình nó bị thay đổi á, nó thay đổi đột ngột thì nhiều khi nó sẽ có người bị nám mặt, có người bị nổi mụn, có người sẽ bị rụng tóc. Thì mình là rơi vào cái tình trạng bị rụng tóc thì sử dụng dùng Tường cái Dr. Forehand này, nó sẽ cải thiện được cái tóc, nó sẽ ngăn ngừa bớt cái tóc hiện tượng rụng tóc của mình và nó sẽ kích thích mọc tóc lại. Ở những cái vùng nó rụng rồi thì nó sẽ kích thích, nó phúng tóc con lên rất là nhanh. Để Tường nói tiếp về cái vụ nãy giờ chưa chia sẻ được. Ok, cảm ơn Tím Pha Lê. Chưa nghe Tường tư vấn hết là đặt hàng luôn rồi hả? Cảm ơn Tím Pha Lê nha. Rồi, nó là thứ nhất là nó chiết xuất từ 4 loại rễ cây. Đầu tiên là cái loại rễ vàng, đó là một cái loại thực vật sống trên núi đá rất là cao. Nó cũng kích thích, nó giúp rất là tốt cho cái da đầu của mình. Cái thứ hai là cái shiny gem, đó là cái chi củ nâu. Cái chi củ nâu đó nó có hiệu quả trong cái việc bổ sung cái độ ẩm cho và nó không bổ sung cái độ ẩm cho da đầu và nó không gây bết dính trên cái da đầu của mình. Rồi cái thứ ba nữa là cái Rattani. Đây là một cái loại thảo dược giúp chữa trị cho những cái da đầu mà bị mẫn cảm, dễ bị có gầu đó, bị mẫn cảm và rất là nhạy cảm. Và cái rễ cây này lấy từ Peru ở Nam Mỹ, cái chiết xuất từ Peru, cái rễ cây Rattani là lấy từ Peru của Nam Mỹ. Và cuối cùng đó là gừng. Cái rễ cây gừng thì chữa trị được những cái vấn đề của da đầu. Gừng thì rất là tốt, bà con mình ai cũng biết rồi. Thì nó có những cái thành phần như vậy, nó sẽ cải thiện được cái tình trạng là rụng tóc và hói đầu của mình rất là nhiều luôn. Và nó kích thích mọc tóc. Thì chai này tới 500ml lẫn. Dạ đúng rồi chị Liên Vũ ơi, mình đặt hai chai thì sẽ được tặng hai kem là đúng rồi. Tại vì một chai dầu gội đầu này thì mình được tặng một hũ kem, thì mua hai chai thì giúp được tặng thì được tặng hai hũ kem. Và cái dầu gội đầu này cung cấp cái dưỡng chất, cái nuôi dưỡng cho cái nang tóc của mình nó khỏe ha. Nó cung cấp cái chất dinh dưỡng, nó nuôi cho cái nang tóc. Cho nên hồi nãy Tường có nói đối tượng sử dụng là những người nào mà tóc của mình bị yếu đó. Tóc của mình bị yếu là mình sẽ sử dụng cái này, nó làm cho cái tóc mình nó khỏe. Và khi nó khỏe thì nó sẽ không rụng, còn nó yếu thì nó sẽ rụng. Mà nó đã yếu rồi mà mình còn hay sử dụng quá chất nữa, rồi mình nhiều khi dùng cái dầu gội đầu không đúng nó cũng bị rụng tóc nữa. Hoặc là khi mình dùng cái dầu xả nhiều nó cũng bị rụng. Quý vị, khi mình sử dụng cái dầu gội đầu Dr. Forehand này không cần sử dụng là dầu xả nha, nó cũng vẫn đã mướt sẵn luôn, nó không cần sử dụng là dầu xả. Bởi vì trong này là nó có những nó cung cấp cái độ ẩm cho cái da đầu của mình rồi, mình không có cần phải sử dụng cái dầu xả, nó tóc mình nó vẫn mướt nha bà con. Nó tại vì nó đã cung cấp cái độ ẩm cho da mình rồi, đâu cần phải dùng dầu xả tóc, dùng cái xả tóc nữa. Thật ra cái dầu xả là quá chất không à, mình sử dụng cái dầu xả nhiều tóc mình nó mướt thiệt, nhưng mà lâu ngày nó cũng giúp, nó cũng làm cho cái tóc mình nó có những hiện tượng là bị rụng tóc rất là nhiều luôn. Dạ. Giá là 749.000 mua ngay trong cái livestream này nha An Nhiên. Và giá gốc của nó tới 1.200.000 lẫn. Trong livestream này chỉ còn có 749.000 thôi. Và còn được tặng thêm một hộp kem dưỡng trắng da hàng xách tay từ Hàn Quốc ha. Đây list, cái này là sản phẩm mà trước giờ Tường hay tặng cho cả nhà mình xài thử nè. Hồi đó giờ ai share livestream hay được tặng quà nè, thì hôm nay là Tường tặng luôn nguyên một hộp. Bình thường là được tặng có 5 miếng thôi, ngày hôm nay là mua một chai dầu gội đầu tặng luôn nguyên một hộp. Một hộp như vậy là 15 miếng nha bà con. Rồi, bây giờ cách sử dụng nha. Cách sử dụng dầu gội đầu này á, thì nếu như mà da đầu mình mà mình là cái đầu, da đầu mình là da nhờn á, thì một mỗi ngày phải bổ gội đầu. Mình nghe cái này mình thấy hơi lạ, tại vì hồi xưa giờ mình cứ tưởng đầu gội đầu nhiều là rụng tóc, đúng không cả nhà? Không phải đâu nha. Tại vì nếu như cái tóc mình á, da đầu mình là da nhờn á, thì nó ra cái bã dầu rất là nhiều trên da đầu, mà mình không gội cho nó sạch á, nó thông thoáng, nó sẽ bị bớt dính trên cái nang tóc của mình, thì sẽ làm tóc của mình nó bị rụng.
nó nặng cái chân tóc quá nó sẽ bị rụng thôi. Cái dầu nó nhiều nên nó bám vào đầu mình nè, giống như tóc mình mà dơ quá, cái đầu mình tóc mình đã yếu rồi, mình gội mỗi ngày nó sạch sẽ, nó thông thoáng, nó sẽ ít rụng. Còn nếu mình để tóc dơ, bà con lưu ý đi, tóc mà dơ mình ngứa mình gãi hoài thì tóc mình nó rụng càng nhiều. Và khi mình để mà đầu mình mà quá dơ, mình vô mình gội đầu một cái là tóc mình rụng ra một nùi, đúng không quý vị? Đó, cho nên mọi người lưu ý ha, là nếu như da đầu mình là da dầu, da nhờn, tóc mình dễ bết dính thì mình gội cái dầu gội này mỗi ngày dùm cho thường. Còn nếu da đầu mình, da mình là da khô thì mình có thể là gội cách ngày. Thì mỗi lần mình gội như vậy, đừng có gội nha, gội quá lâu nha bà con. Trường hợp mình là tóc yếu, tóc không khỏe, mình chỉ gội, mình cho một cái lượng dầu vừa đủ lên trên trên tay mình ha, tóc ướt ha. Cho một lượng dầu gội vừa đủ mình xoa đều lên trên tóc, chỉ khoảng từng 3 phút là ok. Nếu ví dụ tóc ngắn như tường vậy là gội đầu 3 phút thôi. Ví dụ tóc mình dài mình xả nước lâu một chút thì 5 phút. Chứ còn đừng mà gội đầu mà 15 20 phút như vậy á, nó sẽ làm nó làm yếu cái chân tóc của mình đi. Và lưu ý gội đầu mình đừng để quá dơ. Tại vì khi mà đầu dơ quá thì mình ngứa mình gội mình phải cào gào 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 như vậy, nó làm yếu cái chân tóc của mình. Cho nên á, khi gội đầu á, mọi người biết không, ở bên Nhật Bản á là người ta không có gội đầu ở Việt Nam mình được đâu, tại mình gội bạo lực quá. Ở Nhật Bản người ta chỉ gội đầu bằng những cái mu tay thôi, mu mu đầu ngón tay, có nghĩa là họ chỉ dùng cái đầu ngón tay nè để họ massage trên cái da đầu để làm sạch cái da đầu. Vì và nếu như vậy thì mình đừng để đầu quá dơ, dơ thì mình gội vậy nó không sạch. Ngày nào mình cũng gội thì mình chỉ cần dùng cái dầu gội và mình massage như vậy. Thứ nhất nó gây tuần hoàn máu trên cái đầu của mình rất là tốt cho sức khỏe nè, cho những cái dây thần kinh của mình nè. Cái thứ hai là nó massage nè, nó thấm cái dầu gội đầu Dr. Foer nè vào những cái nang chân tóc, nó để nó cung cấp cái chất dinh dưỡng cho tóc của mình, nó rất là tốt luôn, thấy không? Đó là cái cách để sử dụng và gội đầu chỉ từ 3 đến 5 phút, không có gội quá lâu. Đó là cái cách để mà chúng ta sử dụng cái dầu gội đầu này. Rồi bây giờ tiếp tục share livestream một cái Tường về Facebook cá nhân để nhận quà. Bây giờ Tường sẽ 5 phút nữa nha bà con, Tường sẽ đọc tên 10 bạn nữa nhận quà của các Tường ngày hôm nay. Tường vẫn livestream thường xuyên đó. Cảm ơn Đào Lê, Tường thấy rồi nha. Một chai này xài được từ 5 đến 6 tháng tùy theo số lượng nhà mình đông người hay không đông người. Tại thường thường dầu gội đâu có xài. Thường ví dụ trong nhà Tường là cả nhà cùng xài chung dầu gội đầu, cái này xài chung cả nhà luôn. Ai cũng có nhu cầu muốn muốn tóc mình mọc ra nhiều, và ai tại vì càng lớn tuổi tóc mình sẽ càng rụng, thì khi mình sử dụng cái dầu gội đầu này nó ngăn ngừa rụng tóc thì ai cũng thích. Cho nên mình mua về cả gia đình mình cùng xài. Thì tùy theo mình xài lâu hay mang thôi, một chai này là nửa lít lẫn. Thì mình nghĩ đi, nếu mỗi ngày mình gội một lần thì gội chai dầu gội đầu này cũng phải 5 6 tháng. Còn nếu nhà mình đông người thì nó hao nó nhanh hơn. Bây giờ Tường làm sao Tường trả lời chính xác được mà cái chai này tới nửa lít, thì mọi người hình dung đi đó, tóc mình tóc dài hay tóc ngắn nữa, như Tường là gội 6 tháng mà hết chai này đó. Rất là ok nha Lan Khuê, Tường đã xài thử mấy tháng nay hiệu quả rồi, hôm nay mới dám lần đầu tiên công bố luôn á. Hồi nãy Tường cũng có chia sẻ Đào Lê ơi, cái thành phần này là từ chiết xuất từ 4 loại rễ cây rất là tốt, giúp cho cung cấp cái độ ẩm cho làn da của mình. Thứ nhất là cái rễ vàng, cái thứ hai là cái Chinese gem, và cái thứ ba là cái rattani, và cái thứ tư là rễ cây gừng. Đó là 4 cái loại rễ cây nó cung cấp cái độ ẩm cho làn da của mình. Ok đúng rồi, bên Tường là vừa chăm sóc da nè, rồi vừa giảm cân nè, rồi bây giờ tới hỗ trợ điều trị rụng tóc và hói đầu nữa. Cái dầu gội đầu này nó cung cấp cái độ ẩm cho cái nang chân tóc của mình, giúp cho tóc mình từ tóc yếu trở thành tóc khỏe. Và chúng ta không cần sử dụng dầu xả sau khi gội đầu, chỉ cần gội mỗi ngày bằng cái Dr. Foer này dành cho da nhờn. Da khô thì cách ngày mình rụng cách ngày mình gội một ngày cũng được. Và lưu ý giùm Tường, mỗi lần gội chỉ từ 3 đến 5 phút chứ không có gội quá lâu. Và đừng cào mạnh làm tổn thương da đầu của mình, mà chỉ dùng những cái thịt ở cái mu thịt ở những cái đầu ngón tay để mà chúng ta chà làm sạch da đầu và cho nó thẩm thấu cái dầu gội đầu, những cái cung cấp những cái độ ẩm cho những cái nang chân tóc của mình để làm tóc của mình nó khỏe hơn thôi. Ok bà con ơi, share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà của Cát Tường nha. Quà của Cát Tường ngày hôm nay đây, và ngày của cái dầu quà tặng của Cát Tường ngày hôm nay, mỗi phần quà là 3 cái mặt nạ Madagascar. Đây là cái mặt nạ của rau má của Madagascar ha. Mặt nạ này có công dụng ngăn ngừa và điều trị mụn, có 2 step ha. Dưới này là cái mặt nạ đắp lên khoảng 20 phút, sau đó lột mặt nạ ra và xức cái kem dưỡng ở trên này nữa nha. Lưu ý giùm Tường là có cái kem dưỡng vòng tròn ở trên đây này nha.
Đó, mỗi mặt nạ này trị giá là 70 ngàn. Bây giờ bà con ơi, share livestream của Tường về Facebook cá nhân nha. Share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà của các Tường. Bây giờ Tường chuẩn bị đọc tên 10 bạn nữa nhận quà của các Tường ngày hôm nay. Còn những quý khách nào mà mua sản phẩm của bên Tường để lại số điện thoại, nhân viên của Tường sẽ chốt đơn hàng mình ngay trong livestream này để có một cái giá rất đặc biệt từ 1 triệu 2 ha, mà giảm còn có 749 ngàn, còn được tặng luôn một cái hộp kem dưỡng trắng da của Hàn Quốc, nhưng mà chỉ có trong cái livestream này thôi. Tại vì hôm nay là lần đầu tiên Tường giới thiệu cái sản phẩm này. Mọi người lưu ý nhận hàng của bên Tường mình kiểm tra ha. À, bên Tường là có tem, có nhãn mác đàng hoàng, hộp còn nguyên vẹn, mẫu mã rất đẹp nha quý vị. Bà con lưu ý sản phẩm bên Tường. Nếu mọi người có những dấu hiệu gì cảm thấy không yên tâm hay cần được tư vấn, gọi trực tiếp vào số hotline của bên Cát Tường 0985382424 để tránh mua nhầm hàng giỏm, hàng nhái. Bây giờ rất nhiều người bán hàng giả mạo, giả danh Cát Tường. Dầu gội này ngăn rụng tóc, em dùng tắm cho cái gì? Thú cưng đâu đây mà trống rụng lông này dùng cho người ông ơi. Tào lao ông Vũ Dương. Cho em một chai, ok Nguyễn Thư. Ok Nguyễn Thư nha, cảm ơn Nguyễn Thư nhiều nha, thấy số điện thoại rồi. Bây giờ còn có một số những cái thắc mắc mà Tường nghĩ rằng lại hồi đầu khi mà Tường mua sản phẩm này Tường sử dụng á, thì Tường cũng có một số những cái thắc mắc, những một số những cái câu hỏi sau, thì bây giờ Tường cũng chia sẻ cho mọi người luôn. Hồi nãy giờ cũng có một vài người hỏi là dầu gội này mình gội bao nhiêu lâu thì mình thấy có hiệu quả. Thì thưa cả nhà, cái nào cũng vậy, Tường nói nó không phải là thuốc tiên. Mình sẽ, nếu mà giảm cái triệu chứng rụng tóc á, thì mình phải gọi cho Tường khoảng tầm 2 tuần đổ lên thì mình mới thấy là da đầu của mình nó bắt đầu nó mới khỏe trở lại, cái chân tóc của mình nó mới khỏe, cái nang tóc của mình nó từ từ nó khỏe dần lên. Và sau 2 tuần sử dụng như vậy thì mình mới thấy là cái tóc mình nó giảm bớt rụng. Tại vì khi nó khỏe cái nang cái tóc rồi thì nó sẽ không có rụng nữa. Rồi phải sử dụng cho Tường tầm thâu 3 tháng thì bắt đầu tóc con nó mới lúng phúng, nó mọc lên nha. Chứ không phải về gội về cái là hết rụng, gội một cái là tóc nó mọc liền là không có nha. Alo Subu ơi, nhân viên Tường chốt hàng nhiều số điện thoại lắm em. Nếu mình là số điện thoại như thế nào thì nhân viên, ví dụ như mình mạng Mobile hay là Vina hay là Viettel á, thì nhân viên của Tường sẽ dùng cái mạng đó gọi lại cho mình. Tại vì một ngày Tường tư vấn mấy ngàn khách lẫn, cho nên là một cái số hotline không có hoạt động kệ được. Số hotline này chỉ dành cho khách gọi vào thôi, để đặt hàng thôi. Còn khi mà gọi đi thì nhân viên của Tường sẽ có nhiều số điện thoại lắm. Còn nếu mình không yên tâm thì cứ inbox vào cái trang fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường này cho thông tin, thì mình sẽ không có sợ là mình cho lộn chỗ, rồi nhân viên của Tường sẽ điện thoại lại cho mình để mình yên tâm ha. Rồi, mọi người ơi, hãy share livestream của các Tường về Facebook cá nhân nha, share vào nhiều nhóm bạn. Tường nói xong cái mấy cái câu hỏi thường gặp này, cái là Tường sẽ đọc tên 10 bạn nữa nhận quà của các Tường ngày hôm nay nha. Ok, inbox giùm cho Tường nha. Vũ Cao, Phu Vu ơi, bạn cho số điện thoại, nhân viên Tường sẽ tư vấn cho mình để chốt đơn hàng ngay trong livestream này luôn để được cái giá ưu đãi nha bạn ơi. À, nếu mà cho số điện thoại thì nhân viên Tường gọi là đúng rồi, ngay trong livestream này là đúng rồi. Còn không, bạn không yên tâm á, Lusubu, bạn cứ inbox vào trang fanpage của Tường ha. Yên tâm, tại hiện tại hàng này cũng chắc cũng không ai bán đâu, có mình bán à, tôi xách tay từ bên Hàn Quốc về mà, nên mọi người đừng lo, cũng chưa có được hàng giả hàng nhái gì đâu. Dầu gội, dạ cảm ơn, thấy rồi. Đúng rồi con. Ok, Huệ Kha Trúc rồi, nhân viên Tường nhanh lẹ lắm, Tường livestream vậy là một nhà, cả một nhà nhân viên đang ngồi để hỗ trợ mình đây, cho nên mọi người yên tâm nha. Rồi, bắt đầu mình gội khoảng sau 3 tháng thì tóc con mình nó bắt đầu nó mới mọc lên rồi, và mình phải duy trì, mình sử dụng lâu dài để cho cái chân tóc của mình nó khỏe, và như vậy là tóc của mình sẽ không, nó giảm hẳn những cái quá trình rụng tóc đi. Và thực sự thì nếu như tóc mình đang trong tình trạng quá yếu thì trong thời gian mình sử dụng cái dầu gội Dr. For Hair này muốn đạt cái hiệu quả cao á, thì mình cũng nên hạn chế bớt sử dụng những cái gọi là làm đẹp tóc á. Nói chung bớt hạn chế sử dụng những cái hóa chất như là keo xịt, gel mousse hoặc là những cái nhiệt nóng lên trên cái da đầu của mình trong cái thời gian mình đang điều trị, thì như vậy nó sẽ giúp cho cái hiệu quả nó được cao hơn, được tối đa nha. Câu hỏi thứ hai, hồi nãy giờ Tường cũng thấy mọi người hỏi Tường là mình có cần sử dụng thêm cái dầu xả để làm mượt tóc hay không, thì Tường hồi nãy Tường cũng có chia sẻ rồi, không cần sử dụng dầu xả, bởi vì cái dầu gội này đã cung cấp những cái dưỡng chất cho cái nang chân tóc của mình rồi, mình không cần phải sử dụng dầu xả nữa ha. Rồi cái câu hỏi thứ ba là nhiều người hỏi là tôi là bị hói, thì khi mà sử dụng cái dầu gội Dr. For Hair này nó có cải thiện được hay không, thì Tường nói luôn, nếu như mình là nói lâu năm mà hói mà lắng cón rồi á, cái vùng da mà đã nó không còn cái nang
chân tóc nữa, nó đã láng luôn rồi á, thì nó sẽ không có mọc lại được. Nhưng mà nếu mà mình chỉ đang còn bị rụng á, và nó chỉ mới lưa thưa á, khi tóc mình nó bắt đầu thưa, thì mình sử dụng ngay cái Dr. Forehair này nó sẽ cải thiện được, nó giúp cho cái da đầu của mình ngay chỗ đó nó cũng không có bị tổn thương nữa, và nó giúp phục hồi lại cái nang chân tóc, nó giúp cung cấp cái độ ẩm, thì nó vẫn sẽ mọc tóc thưa, nó sẽ mọc lúng phúng lại nếu mà cái nó chưa có bị ảnh hưởng trực tiếp mà lắng cón luôn rồi thì nó vẫn mọc nha bà con. Còn Tường nói thiệt là nếu mà đã hói mà hói lắng cón rồi thì khó mọc lắm, cái đó không mọc nổi, cái đó đi cấy tóc nha, cấy chứ mọc không có nổi đâu, không có nói láo được nha, phải nói nghiêm túc. Trời ơi chị Liên Vũ ơi, sau này em nghiên cứu xem có loại nào trị tóc bạc không nha. Dạ em sẽ nghiên cứu chị. Dạ chai này Châu Hồng ơi, chai này ngày hôm nay mua trong livestream này là giá là 749 ngàn, được tặng luôn một cái hộp kem dưỡng trắng da của Hàn Quốc nha. Rồi, cái hộp chai dầu gội đầu này dùng được trong mấy tháng thì Tường chia sẻ rồi ha, sử dụng được cho mình, xài một mình có thể sử dụng được từ 5 đến 6 tháng, còn nếu mình mua cả gia đình mình sử dụng thì tùy ha. Rồi mọi người ơi, giá bán 749 ngàn chỉ có trong cái livestream này thôi nha, và được tặng thêm một cái hộp kem dưỡng trắng da hàng sách tay từ Hàn Quốc. Và bây giờ thì mọi người hãy share livestream của Tường về Facebook cá nhân, bây giờ Tường sẽ đọc tên 10 bạn nhận quà của các Tường ngày hôm nay nữa nha. Tiếp tục 10 bạn nữa, vẫn còn rất nhiều phần quà, mỗi phần quà là 3 cái mặt nạ rau má. Đây là mặt nạ rau má ở vùng Madagascar, ngăn ngừa và điều trị mụn nha bà con, mỗi mặt nạ trị giá là 770 ngàn. Và như vậy mỗi phần quà của Tường ngày hôm nay là 3 cái mặt nạ như thế này, mà có rất nhiều phần quà dành tặng cho mình luôn. Hãy share livestream của các Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà nha, có rất nhiều phần quà dành tặng cho cả nhà mình. Bây giờ Tường sẽ đọc tên 10 bạn nữa nhận quà của các Tường ngày hôm nay. Ý chị Tím Pha Lê này, hồi nãy có đặt mua hàng và bây giờ chị cũng trúng luôn nha chị Tím Pha Lê, như vậy là mình sẽ được tặng 3 cái mặt nạ nữa nha. Cảm ơn chị rất là nhiều, như vậy thì em sẽ tặng quà chung trong cái đơn hàng chị mua luôn. Người thứ nhất là Tím Pha Lê ha, người thứ nhì là bé tiệm. Mọi người thấy không, phải share livestream Tường về Facebook cá nhân của mình nha, bật chế độ công khai để mọi người có thể nhìn thấy là Tường đang livestream trên Facebook của mình. Ok mọi người ơi, cảm ơn Mai Thu thấy số điện thoại rồi. Sản phẩm này hàng sách tay của Hàn Quốc Mai Thu ơi. Người thứ ba là nước mắt tuôn rơi, ủa phải gì, Đặng Phong Tuấn Kiệt gì, thấy nước mắt tuôn rơi gì ghê quá, Đặng Phong Tuấn Kiệt nha. Rồi người thứ tư là Nguyệt Anh. Người thứ năm là Uy Linh. Người thứ sáu là Lily Phương. Người thứ bảy là Thanh Tuyền. Người thứ tám là Lily. Người thứ chín là Hoàng Vân. Và người thứ 10 là Thu Nguyễn Thị. Như vậy là có thêm 10 bạn nữa vừa được nhận quà của các Tường ngày hôm nay. Tường vẫn còn nhiều phần quà nữa. Tường còn 15 phút nữa Tường sẽ tặng thêm 10 phần quà nữa cho cả nhà mình. Mọi người hãy tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà của các Tường nha. Mọi người thấy không, nói chuyện với mọi người từ lúc tóc ướt nhem đến bây giờ tóc đã sắp khô rồi, khô đằng trước thôi, đằng sau chưa khô, cho nó khô tóc ha. Và khi mà Tường gội dầu này á, tóc nó cũng rất là mướt, không cần phải sử dụng dầu xả luôn nha bà con. Và kích thích tóc mọc rất là nhanh, và tóc rất là khỏe, rất là chắc ha. Và nó hỗ trợ, nó cung cấp cái độ ẩm, cái chất dinh dưỡng cho cái nang chân tóc của mình, nó giúp cho da đầu của mình nó cũng khỏe hơn, và chân tóc của mình nó cũng khỏe hơn, mới ngăn ngừa được cái hiện tượng rụng tóc. Bà con ơi, mọi người nào, những người mới vào sau hay là những người đang quan tâm đến sản phẩm này á, để lại số điện thoại nhân viên của Tường sẽ tư vấn. Và nếu như là cần Tường tư vấn cái gì ngay trong livestream này thì để lại bình luận cho Tường luôn, Tường sẽ trả lời trực tiếp mọi người luôn nha. Annyeonghaseyo, dạ cảm ơn Liên Mai. Rồi em trúng quà rồi chị ơi. Ok, mọi những quý khách nào mà trúng quà của Tường thì cũng inbox cho Tường địa chỉ và số điện thoại để được nhận quà nha, inbox địa chỉ số điện thoại. Dạ cảm ơn Tiếp Lê, sản phẩm này của Hàn Quốc đúng rồi. Dầu gội của Tường giá là 1.200.000, nhưng mà ngay trong cái livestream này á Mai Chi ơi, giá chỉ còn có là 749 ngàn thôi nha Mai Chi, 749 ngàn một chai dầu gội đầu bự chà bá như vậy luôn, nửa lít nha, 500
500ml mà còn được tặng thêm một hộp kem dưỡng trắng da Hàn Quốc, nó làm trắng hồng làn da của mình, nâng tông làn da của mình sau một thời gian sử dụng. Quà tặng này đi du lịch mình đem theo rất là tiện lợi. Một tiếp kem như thế này có thể sử dụng từ 5 đến 6 ngày và một hộp như thế này tới 15 tiếp kem ở trong này luôn. Như vậy là ngày hôm nay mua một được tặng một ha. Mua một chai dầu gội đầu và tặng được một hộp kem dưỡng trắng da của Hàn Quốc. Rất là cái này là bán 385.000 mà tôi cũng có bán lẻ nha. Tường để tặng không á, mà mỗi lần tặng như vậy là mua này mua lẻ là tới 600.000, mà ở đây cũng ít có người bán lắm vì này từ hàng xách tay từ bên Hàn Quốc về rất là quý hiếm nha bà con. Rồi chai dầu gội đầu thì mẫu mã rất đẹp, mùi thơm dịu nhẹ ha, rất là tốt cho cái làn da của mình luôn. Và quan trọng có ai hỏi gì không, tôi sẽ tư vấn nè. Hôm nay Tường tư vấn dầu gội đầu. Ok, Nhân Đặng thấy số điện thoại của mình rồi. Mai Chi ơi, 749.000 nha, và được tặng luôn một hộp kem dưỡng trắng da của Hàn Quốc. Rồi ngày hôm nay Tường nhấn mạnh lại cái sản phẩm dầu gội đầu Dr. Forehead này của bên Cát Tường, là đây nó không có chất tẩy rửa hay là cái paraben hay là cái silicon, nó cũng không có những cái dầu khoáng, nó không có màu nhân tạo, cho nên cái quan trọng là không có cái silicon, nó sẽ không làm cho cái da cái đầu của mình nó bị rụng tóc, nó còn nó bị gầu đó. Những cái chất đó là nó làm cho cái da đầu mình bị gầu gầu, nó bị ngứa ngứa, mình gãi nó sẽ gãy, nó sẽ rụng đó. Cho nên đây đặc biệt là cái dầu này, nó cái dầu gội đầu này cung cấp những cái độ ẩm cho cái nang chân tóc của mình luôn, nó phục hồi những cái nang chân tóc yếu và nó phục hồi cái da đầu bị hư tổn của mình, hoàn toàn không có chất tẩy rửa, không có silicon, nó rất là tốt cho làn cho cái làn da đầu của mình nhé. Ngoài ra nó cũng có những cái thành phần để cải thiện cái vết nhăn cái da đầu của mình, rồi nó cũng có những cái thành phần oxy hóa, nó có nguồn gốc từ hạt cà phê xanh, nó cũng rất là tốt. Đó là những cái thành phần chính của cái dầu gội đầu này. Mình cũng trúng quà hồi nãy Tường có đọc tên là trúng á, Tường đọc cái Tường quên liền rồi, Tường không có nhớ, nãy giờ đọc 15 bạn rồi. Ok, cảm ơn. Một điện thoại, dạ chị Châu Hồng, em thấy số điện thoại chị rồi. Ok, Nguyễn Đỗ Phương Trang thấy số điện thoại rồi luôn. Dầu gội này Mai Nguyễn ơi, dùng được 5-6 tháng nha, một chai gì nửa lít đó. Mình mỗi ngày mỗi gội, tùy theo tóc ngắn hay tóc dài. Nhưng ví dụ như tóc của Tường vậy là mình gội được cái 6 tháng một chai này mới hết nha. Còn nếu mình mua về nhiều nhiều người cùng sử dụng thì sẽ nhanh hết hơn. Tường không biết là gia đình mình có bao nhiêu người á, nhưng mà chai này là nửa lít lẫn ha, 500ml. Đây là hàng xách tay từ Hàn Quốc của Tường nha, 500ml. Đó, Made in Korea. Đây bà con nhìn thấy rõ ha, hàng Tường xách tay nha, Made in Korea. Đó, một chai 500ml. Bà con nào mua hàng, quý khách nào mua hàng để là số điện thoại và để chiếc dầu gội cho Tường nha. Nhân viên của Tường sẽ cái gì? Nhân viên của Tường sẽ chốt đơn hàng cho mình. Mua dầu tặng quà khác đi các Tường, không sử dụng cream hả? Như Thùy ơi, để là số điện thoại cho Tường nha, rồi nhân viên sẽ điện cho mình để mà chốt đơn hàng cho mình. Tường không biết mình muốn tặng gì đâu thì cứ cho số điện thoại đi rồi Tường sẽ tặng quà cho mình ha. Cái này á, những cái tóc nào mà bị hư tổn nhiều do mình sử dụng quá chất nhiều á, rồi mình sử dụng cắt uống cái gì gọi là mình duỗi tóc, mình uống tóc, mình nhuộm tóc nhiều quá đó, tóc mình nó bị sơ, bị rụng á, bị sơ rồi bị yếu, bị gãy, bị chẻ ngọn, thì mình sử dụng cái này nó phục hồi tóc hư tổn. Nói chung cái dầu gội Dr. Forehead này nó làm tốt cho tóc của mình, làm tốt cho cái da đầu của mình, nó hỗ trợ điều trị hết những cái tóc mà giống như Tường chia sẻ lại, là những người nào mà có tóc yếu nè, tóc dễ bị gãy rụng nè, rồi những người nào mà rụng tóc sau khi sinh nè, hoặc là những cái phần đỉnh tóc của mình bắt đầu có những cái dấu hiệu rụng tóc và bị hói trên da đầu của mình nè, da đầu của mình nó rõ quá do tóc mình nó thưa nè, rồi những người nào mà tóc rối, tóc sơ, tóc chẻ, tóc gãy ngọn nè, rồi những người nào mà da đầu bị da dầu, nó bị bết dính ở trên cái chân tóc, làm bít cái nang lông của tóc, làm cho tóc bị rụng nha. Đó thì những cái người đó, hoặc là da đầu bị gầu, bị ngứa nè, thì mình có thể đều sử dụng được cái dầu gội Dr. Forehead này để cải thiện những cái tình trạng trên cái da đầu của mình và tóc của mình. Thu Hải Nguyễn ơi, một chai như thế này là 749.000 nha. 749.000 được tặng luôn ngay trong cái livestream này một hũ kem dưỡng trắng da của Hàn Quốc nha. Đó, giá gốc của nó là 1,2 triệu nha bà con. Như trong cái livestream này từ ngày đầu tiên giới thiệu thì cái giá này nó ưu đãi, chỉ còn có 749.000, còn được tặng quà cho mọi người nữa. Mọi người mua tại sao? Tường phải dụ mọi người chứ. Mọi người thấy rẻ mọi người mua, ngày đầu tiên mình xài xong rồi thấy ok ngon quá, mai mốt mua hoài, tôi không tặng quà nữa. Cho nên mua nhiều nhiều đi, yên tâm tin lời tôi đi, xài ngon lắm. Ngày hôm nay lần đầu tiên giới thiệu cho nên mới có cái giá ưu đãi, giá rẻ như vậy cho mọi người mua xài thử đó. Tóc anh
xanh, mềm và nhuyễn. Có bị rụng không anh? Ờ, tóc anh phải nên sử dụng chứ không, mai mốt nó bị hói đầu đó, Quốc Tài Lai ơi. À, tóc mình mà mềm, bị nhuyễn nhuyễn, nó thưa đó, nó dễ, sau này dễ bị rụng nhiều, nó dễ già, cái dễ bị hói lắm. Bây giờ mình còn trẻ, mình còn đẹp trai, mình sử dụng dầu gội này đi anh. Nha, ok, dạ, Ga Duy Quang, Tường thấy số điện thoại rồi. À, mọi người ơi, tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân để được nhận quà nha. À, Tường nhắc lại ha, cái cách sử dụng của dầu gội đầu này thì mình làm, mình xả nước cho tóc mình nó ướt ha, mình cho một cái lượng dầu gội đầu vừa phải ra tay. Dầu gội này thì mọi người lưu ý là không có nhiều bọt nha. À, đầu dầu gội đầu này ít bọt lắm, tại vì nó là cái thuốc mà nó hỗ chứ nó phải như gội đầu thông thường mà bọt xù lên cả đầu đâu, nha mình ngoài đừng lo. Dầu này thì không có nhiều bọt, mình cho một lượng vừa đủ ra tay, à, xoa lên trên đầu, gội nhẹ, massage nhẹ cho da đầu, đừng có dùng móng gội mạnh quá, nó làm bị tổn hại cái da đầu của mình. Dùng tay, dùng cái mu bàn tay của mình, những cái đầu ngón tay của mình massage nhẹ cho cái dầu gội nó thẩm thấu vào da đầu, làm sạch da đầu ha. Sau đó từ 3 đến 5 phút tùy theo tóc mình dài hay ngắn, thưa hay là dày, sau đó mình xả lại bằng nước thiệt là sạch, không cần phải sử dụng dầu xả nha bà con. Và đối với những người da khô á, da đầu mà khô thì mình sử dụng, mình gội cách ngày. Còn những người mà da dầu là nó bị bết dính cái chân tóc á, thì mình phải gội mỗi ngày, như vậy mới làm cho cái da đầu của mình nó thông thoáng được. Tại vì cái dầu, cái những người mà bị rụng tóc nhiều là cũng do cái da đầu của mình á, nó không có được thông thoáng, cái nang chân lông của mình nó bị bít tắc, thì nó mới dẫn đến những cái tình trạng là bị rụng tóc. Cho nên mình phải luôn luôn giữ cái tình trạng da đầu của mình là phải thông thoáng và sạch. Và muốn sạch thì mình phải gội đầu mỗi ngày. Nhiều người cứ hồi đó giờ mình cứ thấy mỗi lần mà tóc mình nó bị rụng nhiều, mình lại nhát, mình không dám gội đầu. Tại vì khi càng gội, mình thấy mỗi lần mình gội là nó rụng, mình lại không dám gội. Nhưng như vậy hoàn toàn sai. Mình càng không gội để đầu càng dơ thì nó càng rụng nhiều. Tóc dơ nó rụng dã man, tóc sạch nó không rụng nha. Tóc sạch nó rất khỏe. Mà tóc mà dơ, trời ơi, vuốt mình ngủ một đêm đi mà tóc mình dơ đi, sáng mai dậy là cái gối mình đã rụng tóc rất là nhiều, vuốt một cái nó cũng rụng, đúng không? Cho nên mình gội đầu mỗi ngày như vậy sẽ giúp cho da đầu mình thông thoáng, cái chân tóc mình sẽ khỏe hơn rất là nhiều nha bà con. Bỏ đi những cái suy nghĩ lệch lạc và sai lầm từ trước đến giờ là sợ gội đầu bị rụng tóc nha. Gội đầu sạch sẽ mỗi ngày rất là khỏe cho tóc, không có bị rụng nha. Bà con ơi, tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân nha. Share vào nhiều nhóm bạn, chỉ ít phút nữa thôi Tường sẽ đọc tên 10 bạn nữa được nhận quà của các Tường ngày hôm nay. Mỗi phần quà là 3 cái mặt nạ rau má, rau má ở vùng Madagascar. Mọi người hãy share với livestream của các Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà của các Tường nha. Hệ Kha Trúc ơi, gội đầu bằng nước lạnh bình thường chứ không cần phải gội bằng nước ấm đâu nha. Một chai giá là 749.000 nếu mua trong cái livestream này, còn được tặng thêm một cái hộp kem dưỡng trắng da, còn cái giá gốc của nó là 1.200.000 nha bạn ơi. Ok, cảm ơn Như Thùy, cảm ơn Ngắn Hà. Tóc khô sơ rụng nhiều dùng có hết không em? Tóc sơ khô rụng nhiều, dạ mình hồi nãy Tường có sự chia sẻ rồi nha chị Tím Pha Lê ơi. Có nghĩa là mình sẽ gội đầu, mình sử dụng liên tục trong 2 tuần thì tóc mình nó sẽ giảm hẳn những cái hiện tượng là bị rụng tóc. Tuy nhiên nếu cái tóc mà nó mướt, nó mềm, nó mịn, mình phải sử dụng thường xuyên. Chị sử dụng cho em 1 tháng thấy là ok rồi, còn muốn mà mọc tóc á là phải sau 3 tháng tóc nó bắt đầu phúng lên, chứ không thể nào mọc liền đâu được đâu nha. Và Tường nói luôn là những cái vùng da đầu nào mới bị tổn thương và bắt đầu rụng tóc, hoặc là tóc yếu hoặc là tóc thưa thôi, thì nó vẫn sẽ kích thích để mọc tóc trở lại. Còn những cái chỗ nào mà đã hói láng bóng rồi thì không có mọc lại được nha bà con. Chị đang chia sẻ về dầu gội đầu đúng không Nguyễn Lan ơi? Không sao, em vào sau em cũng có thể theo dõi lại livestream, hoặc em có câu hỏi gì về tóc em có thể để câu hỏi cho chị Tường tư vấn luôn. Bà con hãy share livestream về Facebook cá nhân và share vào nhiều nhóm bạn để được nhận quà của các Tường ngày hôm nay nha. Share xong chụp màn hình inbox gửi cho Tường để được nhận quà. Dạ được chị Châu Hồng ơi, được nha chị ơi. Tóc chị bị nóng và gầu thì là sử dụng được cái sản phẩm này nha. Rồi em sẽ tặng cho chị là mua 2 chai dầu gội đầu đúng không chị? Em tặng chị một hộp son, một cây son Hàn Quốc và một hộp kem, được nha chị nha. Rồi chị lấy một hộp kem, một cây son, em chốt cho đơn hàng cho chị luôn. Chị cho em số điện thoại nha. Muốn lấy quà tặng gì cũng được, không sao hết nè. Chủ yếu là em muốn giới thiệu cái sản phẩm dầu gội đầu ngày hôm nay rất là tốt, rất là hiệu quả tới cho mọi người. Em mới vào chưa nghe, sao chị hot quá, cảm ơn bé hot nghe. Ok Bút Phạm, thấy chưa, dầu gội đầu này hot lắm, bà con nhanh tay đặt quà, đặt sản phẩm nha. Quý khách nào mua hàng để là số điện thoại và để chữ dầu gội đầu cho Tường biết để chốt đơn hàng ngay trong ngày hôm nay. Tường sợ là quà tặng không có nhiều đâu, đây là hàng xách tay từ bên Hàn Quốc về hết nha cả nhà. Cái này hot mà, Tường biết mà, nãy giờ nhiều người quan tâm lắm.
Ok em thấy rồi anh Quốc Tài Lai ơi. Cái gì? Làm thế nào để tóc mọc nhanh hả chị? Thì nãy giờ chị chia sẻ rồi, mình phải giữ cho da đầu của mình nó thông thoáng. Mình sử dụng cái dầu gội đầu Dr. Fohe này thường xuyên để giúp cho cái nang cân tóc của mình nó khỏe, cái chân tóc của mình nó khỏe trở lại cái đã. Nó phải khỏe và cái da đầu của mình nó không bị hư tổn và nó phải bị được phục hồi. Thì lúc đó cơ may cái tóc mình nó mới mọc ra được. Chứ còn cái da đầu của mình á, nó bị tổn thương và cái nang chân tóc mình nó yếu thì nó không thể nào nó mọc tóc trở lại được đâu. Đúng rồi con, Trang Nguyễn tóc cô hồi xưa cũng vậy con. Cô là cô nhuộm tẩy trên, cô tẩy vàng nguyên cái đầu, nhuộm xanh đỏ tím vàng luôn. Tóc cô nó như cái chỗ lông gà vậy đó. Mỗi lần mà nước vô cái nó rò là một cục như là rau bắp vậy nè con. Đó rồi sau này nó cô mới dưỡng lại rồi cô, bây giờ cô sử dụng cái dầu gội này bây giờ tóc cô nó mới mượt như vậy đó chứ. Cô xài là 4 tháng nay từ hồi cô bắt đầu bán hàng à, trên cái trang fanpage này là cô đã đầu sử dụng tới nay rồi đó. Dạ dầu gội này Trang Nguyễn ơi là 1,2 triệu, nhưng mà ngay trong cái livestream này á là mọi người để là số điện thoại đặt hàng thì Tường bán ngày đầu tiên giới thiệu sản phẩm này nên Tường bán giá là 749.000 và được tặng luôn một cái hộp kem dưỡng trắng da của Hàn Quốc nha Trang Nguyễn. Em nhắn địa chỉ bên chị nha. Dạ chị Châu Hồng. Ok Thúy Linh Tường thấy rồi. Ok Uyên Trần cảm ơn nha. Ôi dầu gội đầu này có vẻ rất là hot hàng đây. Hy vọng dự kiến là thời gian sắp tới sẽ cháy hàng. Chắc phải đi Hàn Quốc thường xuyên quá. Bà con ơi, cái giá gốc của nó là 1,2 triệu, nhưng trong cái livestream này, ngay trong cái livestream này mọi người để là số điện thoại để mua hàng, để số điện thoại của mình và ghi là dầu gội ha, sẽ chốt đơn hàng cho mình là chỉ còn giá có 749.000 thôi và được tặng luôn một cái tiếp kem dưỡng trắng da Hàn Quốc như thế này. Số lượng quà tặng có hạn, mọi người phải đặt đơn hàng ngay trong cái livestream này để được nhận được cái giá ưu đãi và quà tặng khủng ngày hôm nay nha bà con. Và Tường nhắc lại dầu gội này không hề có những hóa chất, không có những cái chất tẩy rửa và đặc biệt không có cái silicone, không có cái dầu khoáng, nó rất là làm mềm mượt cho cái da đầu của mình, cung cấp độ ẩm cho cái nang chân tóc của mình, phục hồi cái tóc hư tổn của mình nha. Công dụng thì nãy giờ Tường nói quá trời luôn rồi, giảm thiểu của quá trình tiết bã nhờn cho da đầu, giúp thông thoáng cái da đầu, ngăn ngừa rụng tóc. Cái thứ hai giúp phục hồi tóc yếu, tóc gãy rụng. Thứ ba kích thích mọc tóc. Thứ tư là chứa cái thành phần biotin, tôi đọc Việt Nam đọc là biotin mà con tôi đọc là biotin, chứa thành phần biotin giúp cho làm dày và mượt tóc ha. Cái biotin là có cái vitamin để mình uống luôn, bây giờ mình uống gì mình gội đầu bằng cái này luôn thì nó có rất là nhiều cái biotin trong này, nó giúp cho cung cấp cái chất dinh dưỡng cho cái da đầu của mình ha. Rồi làm sạch da đầu, làm sạch gàu, làm dịu da, làm mượt cái da đầu của mình, nó hỗ trợ những cái da đầu bị tổn thương đó. Rồi tăng cường cái sức khỏe cho da đầu, giúp cho da đầu tóc khỏe. Giúp cho cái da đầu mình khỏe và tóc của mình nó bóng mượt, giảm thiểu cái tình trạng sơ rối gãy nhọn do mình sử dụng hóa chất uống vũ nhuộm nhiều. Thì cái dầu gội đầu này nó điều trị được hết những cái công dụng của nó là như vậy. Mình đã nắm rõ công dụng rồi mà ngày hôm nay đặt hàng thì giá chỉ có 749.000 thôi, trong khi giá gốc tới 1,2 triệu, chần chờ gì nữa mà không đặt. Nè, nhìn thấy không? Tôi mới gội đầu nãy giờ, giờ tóc đã khô rồi, nó giúp cho tóc mình mượt và nó chưa không cần sấy ép gì luôn, thấy không? Tóc mình nó vẫn có cái độ bồng bềnh tự nhiên của tóc, không cần dùng dầu xả, tóc vẫn mướt nha bà con. Ok. Ước gì ngày nào cũng thấy chị like. Mọi người ơi hãy vào sang fanpage của Tường để theo dõi. Mỗi tuần Tường sẽ ngồi livestream trực tiếp cho bà con mình xem vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Cho nên mình cứ vào livestream của Cát Tường thì được gặp Cát Tường mỗi tuần. Mình soạn sẵn những câu hỏi đi, mình muốn Cát Tường là chia sẻ về cái gì thì Tường sẽ chia sẻ về cái đó. Bên Tường có rất nhiều dòng sản phẩm luôn, điều trị mụn nè, điều trị nám nè, làm trắng da nè, chống lão hóa nè, giảm cân nè, rồi bây giờ là tới hỗ trợ cho cái da đầu của mình, tóc của mình nữa ha. Mọi người muốn cái gì vào trang fanpage của Cát Tường, like trang fanpage của Cát Tường theo dõi để mà mỗi khi Tường livestream thì mọi người sẽ theo dõi kịp ha. Và mọi người lưu ý là thường thì Tường sẽ livestream vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần vào lúc 19 giờ, con hãy vào xem nha. Mình chia sẻ những bí quyết làm đẹp với nhau và có nhu cầu gì trong tuần mà không gặp được Cát Tường, mọi người cũng có thể gọi điện thoại hotline 0985382424 hoặc là kênh livestream của Tường để trò chuyện trực tiếp với Cát Tường luôn. Đây là trang fanpage của Cát Tường thì mọi người yên tâm vào đây mua hàng. Đây là Tường live trực tiếp chứ không phải là Tường share livestream của người khác, cho nên mọi người yên tâm ha. Đây là cái trang chính chủ, mọi người đừng lo. Bị hói đỉnh đầu có hết không? Thủy Tiên ơi, hồi nãy Tường nói rồi, chắc là bạn vô sau bạn không có nghe. Dầu gội này nó ngăn ngừa rụng tóc ha, nó làm mọc tóc với những cái tình trạng là da đầu mình chưa có bị hư, nó là mới bị hư tổn, tóc mình bị yếu, gãy rụng hoặc là tóc thưa thì nó vẫn mọc. Còn nếu như hói mà hói láng cón luôn là nó mất cái chân tóc luôn rồi đó, nó không còn cái chân nang chân tóc nữa thì nó sẽ không mọc được nha. Có nghĩa là mình tóc mình
thưa nè, hoặc là mình bị rụng do mình phụ nữ sau khi sinh mình bị rụng nè, rồi tóc mình nó bị thưa nè, rồi nhiều khi mình bị bệnh dậy bệnh mình bị rụng tóc á, thì nó sẽ mọc, nó hỗ trợ điều trị và cái tóc mình nó sẽ mọc trở lại sau từ 3 tháng mình sử dụng. Tuy nhiên là có những người là mình đó hóa di truyền, hóa mà nó láng con luôn, mà mình nhìn cái da đầu nó láng và không còn cái nang chân tóc nữa thì nó sẽ không mọc được nha. Ơi thấy rồi, Bi vui nhộn ơi. Rồi mọi người ơi, còn ít phút nữa thôi, Tường sẽ đọc tên 10 bạn nữa nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay. Mọi người share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân nha, share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà của Cát Tường nha. Mỗi phần quà là 3 cái mặt nạ rau má Madagascar, mỗi mặt nạ trị giá là 70.000, công dụng ngăn ngừa và điều trị mụn, cung cấp độ ẩm cho làn da của mình nha. Share livestream của Cát Tường còn ít phút nữa thôi là nhận được quà rồi, cơ hội cuối cùng nha, 5 phút nữa thôi nha, Tường sẽ đọc tên 10 bạn nữa nhận quà của Cát Tường. Và ít phút còn lại, có ai có thắc mắc gì về cái sản phẩm ngày hôm nay là cái dầu gội Dr. Foie này nữa hay không, còn ai muốn hỏi gì về tóc nữa hay không thì chia sẻ luôn, Tường sẽ trả lời luôn cho mình, còn ít phút nữa thôi. Bà con hãy theo dõi livestream đến cuối cùng để tiếp tục nhận quà của Cát Tường. Quý khách nào mua hàng thì để là số điện thoại, nhân viên của Tường sẽ chốt hàng ngay trong livestream này để được nhận quà của Cát Tường. Khi mua một sản phẩm là một chai dầu gội đầu Dr. Foie trị giá trong livestream này chỉ có 749.000, còn được tặng ngay một hộp kem dưỡng trắng da Hàn Quốc trị giá là 385.000 nha cả nhà. Như vậy là ngày hôm nay mua một tặng một luôn, bà con nhanh tay lên nha. Ok, cảm ơn Phương Lâm Nguyễn, thời gian vừa qua Tường nhận được rất là nhiều những cái phản hồi rất là tích cực, khách hàng mua sản phẩm bên Tường sử dụng rất là thích, cho nên Tường cũng rất là vui, cho nên là Tường cứ luôn luôn tìm kiếm những cái sản phẩm nào thật sự có hiệu quả Tường mới dám giới thiệu cho cả nhà mình, không có dám để mất uy tín đâu. Lâu rồi mới xem livestream hả? Sản phẩm này á, hồi nãy Tường có chia sẻ rồi, nó không có Hải Yến ơi, nó là chiết xuất từ 4 loại rễ cây, nó cung cấp giúp cái độ ẩm cho làn da của mình. Nó là thứ nhất là rễ vàng ha, cái thứ hai là cái China Gem, đó là cái chi củ nâu, cái thứ ba nữa là cái Rantani, và cái thứ tư là rễ cây cây gừng, củ gừng á. Đó là những cái thành phần, nó là thảo dược, nó giúp điều trị cho da đầu của mình nó mẫn cảm á, thì nó giúp cho cung cấp những cái độ chất dinh dưỡng, cái độ ẩm cho cái nang chân tóc của mình. Và đặc biệt là cái dầu gội đầu này không chứa những cái chất tẩy rửa, hay là đặc biệt là không chứa cái silicone, nó không làm, không có dầu khoáng, nó cũng không có màu nhân tạo, nó không làm hại cho cái da đầu của mình á. Cái quan trọng là như vậy. Màu cam, chào Cúc Lê. Ok, Bi vui nhộn, Tường thấy số điện thoại của mình rồi nha. Còn ít phút nữa thôi, nên bà con nào muốn có nhu cầu đặt hàng thì đặt hàng ngay trong cái livestream này, để Tường lại để lại cho Tường số điện thoại nha. Và để lại số điện thoại và dầu gội, nhân viên của Tường sẽ chốt đơn hàng ngay trong cái livestream này luôn. Thì mình được sẽ nhận cái giá ưu đãi trong ngày hôm nay là có 749.000 thôi. Giá gốc cho dầu gội đầu này là tới 1.2 triệu lẫn nha bà con. Mẫu mã rất là đẹp, Made in Korea, hàng Tường xách tay từ bên Hàn Quốc về. Một chai như thế tới 500ml, mình sử dụng được từ 5 tới 6 tháng thôi. Mỗi ngày mình gội đầu một lần đối với những da đầu mà bị nhờn. Còn nếu mà da mình là da khô thì 2 ngày mình gội một lần ha. Mình gội trong vòng 3 đến 5 phút thôi, không có gội quá lâu, không cần sử dụng lại dầu xả. Đây là cái thành phần chính, là có những cái biotin. Nó biotin là giúp tăng cường cái sức khỏe cho tóc, nó giúp cho tóc mình khỏe và chắc hơn rất là nhiều. Nó phục hồi da đầu như hư tổn và giúp kích thích cho mọc tóc trở lại. Ok, Trần Thanh Thảo, Tường xách số điện thoại của mình rồi. Các quý khách ơi, mọi người mua hàng để là số điện thoại để nhân viên của Tường chốt đơn hàng ngày hôm nay để nhận được giá ưu đãi nha. Và bà con ơi, hãy tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà của các Tường nè ha. Cái dầu gội đầu này á là được sáng chế bằng một cái kỹ thuật liposome polygen complex rất là hiện đại. Đó, nó chứa đựng những cái thành phần hữu hiệu được tuyển chọn một cách nghiêm ngặt luôn để giúp tăng cường cái sức khỏe cho cái da đầu của mình. Đó, cái thứ nhất là tăng cường sức khỏe cho da đầu, cái thứ hai là cái biotin nó làm tăng cường cái giúp cho cái tóc mình nó chắc, nó khỏe hơn, cái thứ ba là nó sẽ ngăn ngừa rụng tóc cho mình luôn. Đó là những cái thành phần chính của cái dầu gội đầu Dr. Foie ngày hôm nay mà Tường giới thiệu. Không có, Bi vui nhộn ơi. Thấy rồi, Ngọc Nguyễn hoan hỷ. Và bà con hồi nãy những người nào mà Tường đọc tên mà mình nhận quà thì mọi người hãy vui lòng inbox địa chỉ số điện thoại luôn để nhân viên của Tường chốt đơn hàng ngày hôm nay luôn nha. Ok Hoàng Vân. Rồi bà con ơi, tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân nha. Bây giờ Tường chuẩn bị đọc tên 5 bạn
người bạn nữa nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay. Cảm ơn Hải Yến, thấy số điện thoại rồi, nhân viên của mình sẽ chốt đơn hàng liền ngay trong ngày hôm nay cho mình luôn. Thì dầu gội đầu ngày hôm nay giá của Tường là 1,2 triệu, nhưng bà con mua ngay trong livestream này thì chốt đơn hàng chỉ có là 749.000 thôi, tặng luôn một cái hộp kem dưỡng da hàng từ sách tay từ Hàn Quốc về. Dầu gội đầu nó có rất là nhiều công dụng rất là tốt cho cái làn, cho cái da đầu của mình nha. Có rất là nhiều người thắc mắc, ví dụ như là dầu gội thì gội bao lâu thì có hiệu quả. Tường nhắc lại, mình gội sau 2 tuần thấy tóc của mình nó giảm hẳn cái triệu chứng rụng tóc, và sử dụng từ 1 tháng trở lên mình thấy tóc mình sẽ mượt, chân tóc mình sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Còn muốn mọc tóc trở lại thì khoảng phải sau từ 3 tháng trở lên thì tóc con nó mới mọc lúng phúng lên ở những cái vùng tóc thưa trên da đầu của mình. Và những trong cái quá trình mình sử dụng cái dầu gội đầu này thì mọi người cũng nên vui lòng là hạn chế không có uống sấy nhuộm dụi tóc trên cái tóc của mình, không có dùng quá chất và nhiệt nhiều trên tóc của mình, thì như vậy thì giúp cho cái những cái công dụng của cái Dr. Kohe này được phát huy một cách tối đa. Quan trọng là rồi nhiều người hỏi là sử dụng cái dầu gội đầu này có cần sử dụng dầu xả không, thì Tường trả lời lại là không cần. Cái kế tiếp nữa là bị hói mà hói láng luôn rồi thì không có mọc được nha. Hói mà phải tóc thưa và tóc yếu thì sẽ phục hồi và sẽ mọc tóc trở lại, còn hói láng bóng luôn rồi thì không có mọc lại nổi đâu, cái đó phải đi cấy tóc. Cái thứ tư nữa là dầu gội này sử dụng được trong mấy tháng, thì một chai như thế này là 500ml hay là nửa lít, thì bản thân Tường như tóc Tường như thế này thì gội được tới 6 tháng, còn tùy mình tóc dài hay tóc ngắn và gia đình mình bao nhiêu người sử dụng ha. Bây giờ Tường xài có mình con Tường đi Úc rồi, cho nên là chai này là Tường sử dụng được như vậy là 6 tháng. Đó là những cái câu hỏi mà mọi người sẽ thắc mắc trong khi mà muốn mua cái sản phẩm này. Thì ngày hôm nay là Tường giới thiệu lần đầu tiên cái dầu gội Dr. Kohe, cái Collagen Plus Shampoo này tới bà con. Hy vọng là sản phẩm này tung ra thị trường rồi bà con sẽ ủng hộ, vì Tường thấy là ai cũng có nhu cầu làm đẹp, chị em phụ nữ nào cũng có nhu cầu làm đẹp, nhức dáng gì da, rồi gọi là hàm răng mái tóc là gốc con người, thì mình đẹp cái dáng, mình đẹp cái da, rồi bên tôi bao trọn gói luôn. Muốn đẹp da cũng tìm Cát Tường, muốn đẹp dáng cũng tìm Cát Tường, bây giờ muốn mái tóc cũng tìm Cát Tường luôn. Trời ơi, mốt tôi ở phòng mặt nữa ta xỉu luôn á. Nói chung là muốn làm đẹp và kiếm Cát Tường nha bà con. Mọi người thấy không, tóc tôi rất đẹp, da tôi rất đẹp luôn, rất là tự tin đó. Thì bây giờ mọi người hãy tiếp tục, ai vào xem sau thì có thể xem lại livestream, cũng có thể để lại số điện thoại để đặt hàng, nhân viên của Tường cũng sẽ vào để mà chốt đơn hàng của mình, vẫn được nhận cái giá ưu đãi là 749.000, tặng một cái hộp kem dưỡng trắng da như thế này ha. Còn bà con nào share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn, chụp màn hình inbox gửi cho Cát Tường thì vẫn có cơ hội nhận quà của Cát Tường. Những ai chưa may mắn nhận quà trong lần này thì theo dõi trang fanpage này của Cát Tường nha. Fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường sẽ có cơ hội nhận quà ở những lần sau. Liên hệ mua hàng liên hệ đúng số hotline 0985382424. Khi nhận hàng kiểm tra hàng còn nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện. Nếu có những dấu hiệu gì cảm thấy không yên tâm có thể gọi trực tiếp vào số hotline để được tư vấn hoặc là kiểm tra để cho mình được yên tâm hơn. Bên Tường là nhân viên bán hàng tận tình chăm sóc cho mình thật là kỹ, cho nên bà con yên tâm và mua hàng nha. Bây giờ Tường xin phép đọc tên 10 bạn nữa nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay, và những bạn nào từng đọc tên thì vui lòng inbox địa chỉ số điện thoại để nhân viên của Cát Tường chốt phần quà cho mình để mà ship hàng cho mình luôn. Rồi, người thứ nhất là Lan Khuê. Lan Khuê gì mờ quá vậy. Người thứ hai là Mỹ Duyên. Người thứ ba là Ngọc Nhi. Người thứ tư là Nguyệt Ánh. Cảm ơn Thị Trân Trình, Trinh Trọng. Thứ năm là Kiều Thâm. Xuân Trâm Trần Quỳnh. Ok, Ngân Đặng, thấy số điện thoại của Ngân Đặng rồi nha. Kế tiếp là Hiền Sang. Đoàn Thị Vân. Hòe Hiếp. Hết rồi, như vậy là ngày hôm nay đã có 25 người nhận quà của Cát Tường nha. 25 người nhận quà của Cát Tường ngay trong ngày hôm nay luôn. Rồi bà con ơi, 25 người nhận quà, hãy vui lòng để lại số điện thoại và điện thoại và tên, số điện thoại và địa chỉ để nhân viên của Tường sẽ ship quà cho mình luôn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn luôn theo dõi livestream của Cát Tường. Mọi người nhớ cái khung giờ livestream của Cát Tường nha, thứ ba và thứ sáu hàng tuần vào lúc 19 giờ. Hãy vào trang fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường để cùng trò chuyện giao lưu trực tiếp với Cát Tường luôn.
và quý khách nào vào sau xem lại cái livestream này muốn mua hàng với cái giá là 749.000, mình cũng có thể để là số điện thoại bên dưới và ghi là dầu gội ha, thì nhân viên của Tường cũng sẽ chốt đơn hàng cho mình. Ngày đơn hàng ngày hôm nay cho dầu gội 1.2 triệu chỉ giảm giá còn có 749.000 mà được tặng luôn một cái hộp kem dưỡng trắng da hàng sách tay từ Hàn Quốc. Dầu gội này cũng là hàng sách tay từ Hàn Quốc nha bà con ơi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ủng hộ các Tường nha. Like trang fanpage của Tường để theo dõi những cái livestream chia sẻ của các Tường nha. Nhớ thứ 3-6 hàng tuần 19 giờ vào để giao lưu trực tiếp với Tường, đừng để Tường nói chuyện một mình, Tường sẽ buồn lắm nha bà con. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và hẹn gặp lại hôm nay thứ mấy nhỉ, và hẹn gặp lại thứ 3 nha, tạm biệt.